Vâng, kính chào quý thầy cô. Cho phép tôi tiếp tục buổi tập huấn trong ngày hôm nay. Sáng nay chúng ta đã xong hai chủ đề. Bây giờ chúng ta sẽ sang chủ đề 3. Thưa các thầy cô, ở chủ đề 3 thì chúng ta sẽ dạy học sinh hát một bài hát rất là nổi tiếng và rất là hay. Đó là bài hát bài học đầu tiên của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Nghe nhạc, chúng ta sẽ cho học sinh nghe tác phẩm Thầy Cô Và Mái Trường của nhạc sĩ Duy Quang. Bài đọc nhạc số 3 là cũng là có trích đoạn từ giai điệu bài hát bài học đầu tiên. Về nhạc cụ thì tôi đã nói rồi, nhạc cụ ở chủ đề nào cũng như vậy, tức là có các mẫu tiết tấu và có bài hòa tấu. Lý thuyết âm nhạc, chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh các ký hiệu để tăng trường độ của nốt nhạc, đó là dấu nối, dấu chấm dôi và dấu miễn nhịp. Về thưởng thức âm nhạc thì chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh hai nhạc cụ của quốc tế là kèn clarinet và soft flute. Về dự kiến kế hoạch dạy học thì tiết 1 giống như các chủ đề khác sẽ là học bài hát bài học đầu tiên với thời lượng khoảng 30 đến 30 31 phút gì đó, và trong đương nhiên là với cái thời lượng này thì cái yêu cầu cần đạt là học sinh bước đầu nắm được giai điệu, còn chưa các em chưa phải hát tất cả với các hình thức hoặc là gõ đệm gì cả, chỉ cần các em nắm được giai điệu bài hát. Sau đó là có phần lý thuyết âm nhạc, giới thiệu các ký hiệu để tăng trường độ nốt nhạc. Thường chúng ta dạy khoảng 7-8 phút. Và ngoài ra thì có hoạt động trải nghiệm khám phá. Và cái hoạt động trải nghiệm khám phá này là cũng là một hoạt động như là một bài tập bổ trợ, như một bài tập vận dụng cho nội dung lý thuyết âm nhạc mà thôi. Ở tiết 2, chúng ta sẽ có nội dung thưởng thức âm nhạc là giới thiệu cây kèn clarinet và cây sáo flute. Thì các thầy cô sẽ xem trong sách các kiến thức về hai cái nhạc cụ này, chúng tôi trình bày hết sức là ngắn gọn nên cũng không cần mất nhiều thời gian. Như tôi lúc buổi sáng tôi đã trình bày, khi chúng ta giới thiệu cho học sinh về nhạc cụ, chủ yếu là các em được phân biệt được cái hình dạng, biết được cái hình dạng của cái nhạc cụ đó, biết được tư thế chơi, nghe được âm sắc. Về tiết 2 còn có nội dung ôn tập bài hát bài học đầu tiên và kết hợp với nhạc cụ gõ để đệm cho bài hát. Ngoài ra thì còn có nghe tác phẩm Thầy Cô Và Mái Trường khoảng 8 đến 10 phút, vì tác phẩm này cũng rất là ngắn và cũng là dễ cảm nhận vì là nó có lời ca đi kèm rồi. Ở tiết 3 thì hầu như tất cả chủ đề chúng tôi đều thiết kế là đọc nhạc và có bài đọc nhạc và bài hòa tấu, bởi vì là như tôi đã nói, giai điệu của bài đọc nhạc chính là giai điệu của bài hòa tấu. Sau đó chúng tôi kết hợp luôn trong một tiết để thuận tiện và cũng là giảm tải. Còn ôn tập thì giống như các chủ đề khác, chúng ta sẽ ôn tập bài hòa tấu, ôn tập bài hát bài học đầu tiên, và ngoài ra còn có một cái hoạt động trải nghiệm và khám phá nhằm phát triển, phát huy cái năng lực sáng tạo của âm nhạc cho học sinh. Thưa các thầy cô, bài hát bài học đầu tiên là một bài hát khá quen thuộc đối với rất nhiều thầy cô rồi, đúng không ạ? Thế tuy nhiên tôi cũng phải chia sẻ với các thầy cô như thế này. Rất nhiều thầy cô khi hát bài này, rất nhiều thầy cô khi hát mẫu bài này thì là chúng ta sai, hát sai một chi tiết. Cái sai đó cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì các thầy cô về cái ca từ giống nhau nhưng lại cao độ khác nhau. Các thầy cô nếu mà quan sát, các thầy cô sẽ thấy ở lời 2 á, bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy. Thì rất nhiều thầy cô có hai tiếng thầy, các thầy cô lại hát hai tiếng thầy có độ cao như nhau. Đấy là cái mà tôi nghe và tôi quan sát để thấy rất nhiều thầy cô hát sai. Cái tiếng thầy thứ nhất nó tương ứng với nốt đô, tiếng thầy thứ hai nó lại tương ứng với nốt rê. Nhưng mà hầu như các thầy cô hát là đều có độ cao là đô. Qua đây thì tôi cũng muốn góp ý, chia sẻ cùng các thầy cô. Khi chúng ta khai thác các học liệu trên mạng để chúng ta dạy thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Bởi vì sao ạ? Các bài hát mẫu của các tốp ca thiếu nhi hát trên mạng này, rồi các bản nhạc beat ấy, thì nhiều lúc là không thật giống lắm cái bản nhạc
không hoàn toàn chính xác như bản nhạc in trong sách giáo khoa. Khi người hát, người ta có thể hát theo sự sáng tạo của người ta. Người ta có thể luyến láy tùy thích, người ta có thể ngân dài chỗ này, ngân nghỉ chỗ kia. Hoặc là chỗ trong bản nhạc là chấm dứt thì họ không chấm dứt, mà chỗ trong bản nhạc không chấm dứt họ lại chấm dứt, vân vân. Thì đấy là cái sự sáng tạo biểu diễn của người ta. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là giáo viên, khi chúng ta dạy hát cho học sinh, thì một cái điều cơ bản là chúng ta phải tuân thủ đúng các nốt nhạc in trong sách giáo khoa, bởi vì đấy chính là kiến thức cơ bản. Chúng tôi đi dự giờ cũng vậy thôi, chúng tôi cũng sẽ xem là giáo viên dạy có đúng nốt nhạc trong các nốt nhạc ghi trong bài hát của trong sách giáo khoa không. Chứ còn ở ngoài đời người ta hát thì thế nào thì đấy là chuyện sáng tạo của người ta. Bởi vậy, thưa các thầy cô, khi các thầy cô, tôi ở đây tôi muốn lưu ý các thầy cô khai thác học liệu trên mạng, các thầy cô phải kiểm tra lại cho đúng. Bởi vì có những học liệu trên mạng còn thậm chí còn sai cả lời ca, sai một hai chỗ lời ca, rồi hát luyến láy thì không đúng với bản nhạc, vân vân, nhiều lắm ạ. Thì các thầy cô nên khi chúng ta khai thác thì chúng ta phải chọn cái học liệu nào nó thật chính xác bản nhạc trong sách giáo khoa. Thưa các thầy cô, tôi trình bày như vậy và đây là một cái bài hát khá quen thuộc rồi. Thì tuy nhiên, như tôi vừa nhận xét là rất nhiều thầy cô hay hát sai hai cái tiếng thầy ở lời hai á. Tiếng thầy nhất là nốt đô, tiếng thầy thứ hai là nốt rê. Bởi vậy, tôi muốn mời các thầy cô hát nhẩm lại bài hát này một lần cùng với học liệu hát mẫu của chúng tôi. Xong là các thầy cô hát cái ô nhịp sau hoàn toàn là ba nốt đơn, nhưng mà thực chất của nó là đen chấm đôi. Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi, là bài ca yêu tổ quốc. Nó hoàn toàn là có đen chấm đôi, chứ nó không hát là thành ba nốt đơn. Thì rất những cách, vì vậy tôi muốn lưu ý các thầy cô, khi chúng ta dạy học sinh, chúng ta phải cố gắng nhìn cho đúng nhà. Bởi vì đôi lúc chúng ta hát thành thói quen, hoặc là nghe quen một cái bài nào đó người ta hát sai ở trên mạng rồi, và chúng ta cứ hát thế thì khi có người dự giờ người ta sẽ nhận xét là chúng ta dạy sai kiến thức. Về học liệu biên soạn cho nội dung học hát đây là ngoài nhạc beat và karaoke, thưa các thầy cô cho phép tôi không bật lại nữa, đều có cả và các thầy cô có thể đăng tải về để hỗ trợ cho việc dạy học của mình.
Ở nội dung nhạc cụ gõ, thưa các thầy cô, nó là gồm hai cái mẫu tiết tấu nhịp 3/4. Cái mẫu tiết tấu đầu tiên thì rất là cơ bản rồi, mạnh nhẹ nhẹ, mạnh nhẹ nhẹ. Còn mẫu tiết tấu thứ hai nó là sự biến thể, nó là sự phát triển của mẫu thứ nhất mà thôi. Mẫu một là mạnh nhẹ đen đen đen, còn mẫu thứ hai là đen 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 đơn đơn đen 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 đơn đơn đen. Nó hoàn toàn là sự phát triển của mẫu một mà thôi, cho nó thôi thúc lên. Và chúng tôi ở đây, các thầy cô khi dạy thì sau khi các con đã vỗ tay đúng hai mẫu tiết tấu rồi thì các thầy cô có thể chia làm hai nhóm, một nhóm sử dụng song loan và một nhóm sử dụng maracat. Nhóm song loan sẽ gõ vào phách mạnh, maracat thì sẽ chơi vào các phách nhẹ. Tuy nhiên cũng có thể đối với những học sinh khác thì một em cũng có thể thể hiện được hai âm sắc. Ví dụ tay trái cầm song loan, tay phải cầm maracat. Tay trái cầm song loan, tay phải cầm maracat. Mẫu một là gì ạ? Còn mẫu thứ hai là tùy tình hình, tùy thuộc vào năng lực học sinh thì có thể là chia nhóm để gõ đệm hai âm sắc, hoặc một em cũng có thể được thể hiện hai âm sắc. Và thưa cô, các thầy cô, tôi lưu ý các thầy cô là tất cả những cái nhạc cụ, những cái đề xuất chơi bằng nhạc cụ mà chúng tôi in trong sách ấy, hoàn toàn là những nhạc cụ nằm trong danh mục phương tiện dạy học, đồ dùng dạy học tối thiểu theo thông tư 38 của Bộ Giáo dục đã gửi đến các sở để các sở trang bị cho các trường. Tuy nhiên nói thì nói như vậy, nhưng mà nếu mà nhà trường hoặc là phòng giáo dục chưa kịp trang bị cho các trường thì các thầy cô, tôi nghĩ là các thầy cô có thể sử dụng bất cứ loại nhạc cụ nào để học sinh có đệm, miễn là tạo ra được hai âm sắc. Và thậm chí là nếu không có nhạc cụ, chúng ta cũng có thể chơi bằng động tác cơ thể. Đây là mẫu tiết tấu thứ nhất ạ. Và đây là mẫu tiết tấu thứ hai. Sau khi các thầy cô đã hướng dẫn học sinh thể hiện đúng được hai mẫu tiết tấu rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ hướng dẫn các con ứng dụng hai mẫu tiết tấu đó vào cái việc đệm hát bài học đầu tiên. Mẫu tiết tấu 1 đệm cho đoạn 1 và phần kết của bài hát. Mẫu tiết tấu 2 đệm cho đoạn 2. Bây giờ mời các thầy cô gõ đệm cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi một lần. Các thầy cô cùng tập gõ đệm với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi một lần. Và như sáng nay các thầy cô đã thấy, lần 1 sẽ là gõ đệm bằng nhạc cụ gõ, lần 2 sẽ chơi bằng động tác cơ thể. Thank you.
Nội dung đọc nhạc ở chủ đề 3 thì có một bài luyện tập cơ bản là luyện đọc quãng theo mẫu. Thưa các thầy cô, ở đây thực ra là chúng tôi cũng đã thống nhất với Hội đồng Thẩm định Quốc gia là dùng cái tiêu đề là luyện đọc quãng theo mẫu. Nhưng thực ra thì nếu mà đúng thì cũng không hẳn là quãng đâu. Thực chất nó là luyện các hợp âm dài của các hợp âm dài TSD. Giống như ngày xưa các thầy cô học sướng âm đấy. Đô, mi, son, phà, la, đố, son, si, rê, hợp âm dài của TSD. Thế tuy nhiên, bởi vì là học sinh chưa đọc hoặc được học các thuật ngữ là hợp âm dài, chưa được học từ TSD, nên chúng tôi né, chúng tôi tránh, thống nhất với hội đồng thẩm định chúng tôi tránh dùng cái từ đó và ghi là luyện đọc quãng theo mẫu. Mời các thầy cô đọc cùng với học liệu của chúng tôi một lần. Và như sáng nay tôi đã nói, với những cái bài luyện tập cơ bản này, các thầy cô chỉ việc bật học liệu của chúng tôi một hai lần cho học sinh đọc theo, hoặc các thầy cô có thể là sử dụng đàn, sử dụng âm sắc của piano, các thầy cô đánh và học sinh đọc theo, chứ chúng ta không nên mất thời gian vào việc những cái bài tập đọc cơ bản như thế này. Bài đọc nhạc số 3 là được trích đoạn từ bài hát, bài học đầu tiên. Mời các thầy cô đọc cùng với học liệu của chúng tôi một lần. Bài hòa cấu cũng lại là trích, chính là một cái đoạn trích từ cái bài đọc nhạc số 3. Bởi vì nếu mà chúng tôi sử dụng nguyên bài đọc nhạc số 3 để cho các con chơi hòa cấu thì quá dài, do đó chúng tôi lại trích ngắn bớt đi để các con luyện tập nhạc cụ. Và bài giai điệu thì thế thôi, còn bài nhạc cụ gõ cũng giống như khi các con điểm hát mà thôi. Mời các thầy cô quan sát nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi chơi bài hòa cấu. Thank you.
Hoạt động trải nghiệm khám phá thứ nhất, thưa các thầy cô, được chính là một cái bài giảng, cái hoạt động gần như là một bài tập để học sinh bổ trợ cho, để chúng ta bổ trợ cho phần dạy lý thuyết âm nhạc. Bởi vì các thầy cô đều biết ở chủ đề 3 chúng ta sẽ dạy học sinh lý thuyết âm nhạc là về các ký hiệu để tăng trường độ nốt nhạc, trong đó có dấu miễn nhịp. Và thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn học sinh đã hiểu thế nào là dấu miễn nhịp, nó được trải nghiệm, nó được thực hành dấu miễn nhịp, và nó sẽ hiểu hơn về dấu miễn nhịp. Thì ở đây là chúng ta yêu cầu học sinh, các nhóm học sinh hát cái câu kết của bài hát, bài học đầu tiên 3 lần với cái vị trí đặt dấu miễn nhịp khác nhau. Các con sẽ được thực hành thể hiện dấu miễn nhịp. Và sau đây mời các thầy cô xem và học liệu hỗ trợ cho hoạt động này của chúng tôi. Hoạt động trải nghiệm và khám phá. Hãy hát câu kết của bài, bài học đầu tiên 3 lần với sự thay đổi vị trí đặt dấu miễn nhịp. Em thích hát theo trường hợp nào nhất? Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi, là bài ca yêu tổ quốc không bao giờ em quên. Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi, là bài ca yêu tổ quốc không bao giờ em quên. Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi, là bài ca yêu tổ quốc không bao giờ. Với hoạt động này, các thầy cô có thể giao cho các nhóm tập hát 3 lần, hoặc các thầy cô cũng có thể giao cho mỗi tổ hát theo một kiểu khác nhau, một vị trí khác nhau, và sau đó các con sẽ nêu lên cảm nhận của mình. Hoạt động trải nghiệm khám phá ở chủ đề 3 còn một hoạt động nữa, đó là chúng ta yêu cầu học sinh sử dụng các ký hiệu trường độ nốt trắng, nốt đen, hai nốt móc đơn, dấu lặng đen, tạo ra bốn ô nhịp 3-4 không giống nhau, tức là không giống nhau về tiết tấu đó, rồi thể hiện các ô nhịp đó bằng nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ thể. Thì thưa các thầy cô, vậy thì các thầy cô sẽ thấy là hoàn toàn chủ đề 3 này chúng tôi tập trung và củng cố luyện tập về nhịp 3-4, bài hát nhịp 3-4, bài đọc nhạc nhịp 3-4, đúng không ạ? Bài hòa tấu nhịp 3-4. Và bây giờ hoạt động trải nghiệm khám phá cũng nhịp 3-4. Thì thông qua hoạt động này, chúng ta là vừa phát triển năng lực sáng tạo âm nhạc cho học sinh, vừa bồi dưỡng cho các em sự tự tin, dám đứng trước tập thể lớp thể hiện cái sản phẩm của mình, cũng như là các em được ôn luyện lại về các về nhịp 3-4 cũng như về các trường độ. Ở đây thưa các thầy cô, có một vài ý kiến góp ý với cho chúng tôi là phải ghi là với các hình nốt trắng đen hay nốt đơn lặng đen tạo ra bốn ô nhịp 3-4 đấy. Có những giáo viên góp ý cho chúng tôi như vậy, thì tôi giải thích ngay ạ. Các thầy cô đều biết rồi, hình nốt trong âm nhạc, hình nốt thì gồm có hình nốt tròn, hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt đơn, hình nốt móc kép, hình nốt móc tam. Chứ nếu mà hai nốt móc đơn đứng cạnh nhau thì không còn gọi là hình nốt nữa, mà lúc đó là hình tiết tấu rồi. Bởi vậy chúng tôi mới ghi là với các ký hiệu trường độ, hoặc là dấu lặng đen nó là ký hiệu để ngưng nghỉ, nó không phải là hình nốt. Bởi vậy nhiều khi các thầy cô, có thể một số thầy cô nào đó quên kiến thức chăng, nên góp ý chúng tôi là yêu cầu chúng tôi phải thay bằng là với các hình nốt. Đấy, chúng tôi xin trả lời như vậy. Và trên màn hình các thầy cô sẽ thấy một cái ví dụ của chúng tôi, bốn ô nhịp hoàn toàn không giống nhau. Đấy là một ví dụ thôi, còn học sinh có thể nghĩ ra bất kể các dạng nào khác các con, bởi vì là chúng ta có thể thay thế vị trí, hoán đổi vị trí với nhau, rồi nghĩ ra những rất là nhiều các trường hợp khác.
Thưa các thầy cô, sang chủ đề 4 là chủ đề ước mơ. Chủ đề ước mơ thì nội dung hát chúng ta sẽ dạy một bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục, đó là bài hát Điều Em Muốn. Bài đọc nhạc, nghe nhạc là chúng ta cho học sinh nghe chương 4, giao hưởng số 6, giao hưởng đồng quê đấy, của nhạc sĩ Beethoven. Đọc nhạc thì chúng ta có bài đọc nhạc số 4. Và là một cái bài đọc nhạc khá quen thuộc. Tí nữa chúng ta sẽ đến nội dung đọc nhạc, chúng ta sẽ xem. Nhạc cụ thì giống như các chủ đề khác rồi. Thưởng thức âm nhạc là chúng ta giới thiệu về nhạc sĩ Beethoven đương nhiên, bởi vì cái thưởng thức âm nhạc này là sẽ được tích hợp cùng với nội dung nghe nhạc. Thưa các thầy cô, ở đây chúng tôi cũng lại xin giải thích có hai cái ý kiến, một ý kiến là nói chúng tôi là góp ý cho chúng tôi khi chúng tôi làm sách. Thế này, tôi xin đọc nguyên cái ý kiến đó. Giao hưởng số 6 ở đồng quê, tức là như thế này, ý kiến đó là cho rằng là nội dung giới thiệu nhạc sĩ Beethoven, tức là giáo viên góp ý cho chúng tôi là nội dung giới thiệu nhạc sĩ Beethoven và nghe chương 4 với tiêu đề là Giông Tố Bão Táp là không phù hợp với chủ đề ước mơ, chả liên quan được đến chủ đề ước mơ. Bởi vậy cho phép chúng tôi trả lời, chúng tôi giải thích như sau. Thứ nhất là giao hưởng số 6 ấy, có tiêu đề đồng quê là gồm có 5 chương, là một tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Beethoven. Chương 4 có tiêu đề là Giông Tố Bão Táp, mô tả một cơn giông bắt đầu từ tiếng rầm sấm rì rầm xa xa, rồi những hạt mưa lác đác đầu tiên. Sau đó mưa như chút nước, kèm theo gió bão dữ dội và sấm sét. Cuối cùng cơn giông cũng qua đi, sự yên ả thanh bình đã trở lại trên cánh đồng, khung cảnh thiên nhiên hiện ra đẹp đẽ như một bức tranh. Đấy là nội dung của cái chương 4. Thế thì với cái ý kiến là giáo viên cho rằng là nội dung giới thiệu nhạc sĩ Beethoven và nghe chương 4 có tiêu đề Giông Tố Bão Táp là không phù hợp với chủ đề ước mơ, thì chúng tôi xin được giải thích thế này. Có lẽ ý kiến đó xuất phát từ suy nghĩ ước mơ thì phải là cái gì đó thơ mộng, đẹp đẽ, màu hồng. Ví dụ như trở thành nhà du hành vũ trụ này, bay lên cung trăng này, trở thành nhà bác học vĩ đại, có những phát minh để cho nhân loại này, vân vân. Chúng tôi là các tác giả sách giáo khoa, chúng tôi lại có những cái suy nghĩ khác. Chúng ta cần phải thông qua dạy học âm nhạc để phát triển phẩm chất cho học sinh. Nhạc sĩ Beethoven là một người đã vượt lên những bất hạnh, những bão tố của cuộc đời để trở thành một thiên tài âm nhạc. Và đó chính là một tấm gương để học sinh mạnh dạn nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Các thầy cô đều biết nhạc sĩ Beethoven thì cuối đời điếc đặc, ốm đau, nhưng ông vẫn sáng tác. Và ông chính là tấm gương để học sinh nhìn vào mà nuôi dưỡng ước mơ. Chúng ta cần dạy cho học sinh biết ước mơ thì rất dễ, nhưng để đạt được ước mơ thì lại rất khó. Chương 4 chính là tiền đề để giáo viên giáo dục học sinh. Chỉ có chính chúng ta mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Muốn đạt được ước mơ, cần phải dũng cảm vượt qua những khó khăn, vất vả, những bão tố của cuộc đời. Beethoven cũng vậy, ông đã vượt lên số phận để sáng tác ra những tác phẩm âm nhạc giá trị cho đời. Đấy ạ, vì sao chúng tôi lại lựa chọn tác phẩm chương 4 và nhạc sĩ Beethoven để gắn với chủ đề ước mơ? Và thưa các thầy cô, còn một cái nguyên nhân rất quan trọng nữa mà chúng tôi lựa chọn chương 4 này, đó là vì sao? Chương 4 này có thời lượng rất ngắn, chỉ có 3 phút rưỡi, nghe toàn bộ chương nhạc chỉ có 3 phút rưỡi. Như vậy nó tương đương một nghe một bài hát, độ dài của một bài hát nghe cũng chỉ là 3 phút rưỡi, thì chương nhạc này cũng 3 phút rưỡi. Nó sẽ rất phù hợp với thời gian để các thầy cô cho học sinh nghe trong một tiết học. Đồng thời, các hình tượng âm nhạc trong chương này thì rất rõ ràng, các hình tượng âm nhạc rất rõ ràng, từ tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm sét, nên học sinh rất dễ cảm nhận, rất dễ tưởng tượng. Đấy là lý do mà chúng tôi lựa chọn. Bởi vì ở đây tôi cũng xin giải thích thêm, có giáo viên lại góp ý với chúng tôi là thế tại sao không cho nghe Sonat Ánh Trăng? Thì thưa các thầy cô, cái Sonat Ánh Trăng của nhạc sĩ Beethoven không phải là một cái ước mơ đẹp đẽ, nghe tên thì đẹp đẽ thôi, nhưng nó gắn với một câu chuyện buồn.
bản thân cái tác phẩm đó gắn với một câu chuyện buồn. Và hơn nữa, nếu các thầy cô đều nghe, các thầy cô đều chơi cái bản nhạc Sonata Ánh Trăng rồi, các thầy cô biết mãi 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 ngày mãi vẫn chưa vào chủ đề, nó cứ pam 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 pam, nó cứ giải mãi chả vào chủ đề. Nếu mà nghe như thế thì hết cả tiết mất đấy. Xin phép chúng tôi được trả lời như vậy. Và thưa các thầy cô, cũng có ý kiến cho rằng là như thế này, đối với nội dung nghe nhạc ấy, đối với nghe nhạc thì thắc mắc, đối với thắc mắc là tại sao trong sách giáo khoa cánh diều, nội dung nghe nhạc với các tác phẩm nghe nhạc thì sách giáo khoa cánh diều không giới thiệu đôi nét về nội dung và tính chất âm nhạc của bản nhạc như các sách khác, Thì thưa các thầy cô, chúng tôi xin trả lời thế này này. Nội dung nghe nhạc nhằm phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh. Nếu sách giáo khoa in trước đôi dòng giới thiệu về nội dung và tính chất của tác phẩm thì sẽ mất tác dụng phát huy trí tưởng tượng và khả năng cảm thụ cá nhân của học sinh. Khi đó các em sẽ lười tư duy và chỉ ăn sẵn những thông tin đã được in trong sách, hoặc việc cảm nhận tác phẩm sẽ bị định hướng theo những cái gì đã ghi trong sách. Đấy ạ. Vì sao đối với các tác phẩm nghe nhạc chúng tôi không ghi một cái gì cả, không ghi giới thiệu và tác phẩm này có nội dung ra sao, tính chất âm nhạc ra sao, chúng tôi không ghi, bởi vì chúng tôi muốn học sinh phải cảm nhận. Và sau mỗi cái phần trình bày của tác phẩm chúng tôi đều có câu hỏi, hãy nêu cảm nhận của em về tác phẩm. Mà nếu mà chúng ta yêu cầu học sinh đặt ra câu hỏi hãy nêu cảm nhận của em về tác phẩm mà chúng ta lại ghi trước tính chất âm nhạc, nội dung thì học sinh có thế là đọc rồi, cần gì phải cảm nhận nữa. Đấy ạ, tôi xin giải thích như vậy. Thưa các thầy cô, về phân phối chương trình, thì tiết 1 chúng ta sẽ dạy học sinh bài hát Điều Em Muốn tầm 32 đến 35 phút, và cũng chỉ ở cái yêu cầu cửa tiết 1 này là các con bước đầu nắm được giai điệu bài hát. Chúng ta chưa cần tổ chức các hoạt động hát, hò gõ đệm gì cả, chưa cần hát với các hình thức đối đáp nối tiếp gì cả, cứ nhằm vào học sinh hát đúng giai điệu là tốt rồi. Thế còn tất nhiên nếu học sinh của các thầy cô khá, các thầy cô có thể vẫn tổ chức thêm được, thì đấy là tùy đối tượng học sinh. Ngoài ra chúng ta có trải hoạt động trải nghiệm khám phá là thể hiện mẫu tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể, thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cái hoạt động này, vì cái hoạt động này thì nó khá quen thuộc đối với những thầy cô nào đã dạy âm nhạc cuốn sách giáo khoa âm nhạc 6. Tiết 2, chúng ta sẽ cho học sinh nghe chương 4 giao hưởng đồng quê của nhạc sĩ Beethoven. Và đương nhiên là sẽ giới thiệu nhạc sĩ Beethoven. Cả hai cái nội dung này nó được tích hợp vào với nhau, nghe nhạc là để minh họa thì cho nội dung giới thiệu của nhạc sĩ Beethoven. Chúng ta còn có ở tiết 2, chúng ta còn cho học sinh ôn tập bài hát Điều Em Muốn và kết hợp với nhạc cụ gõ đệm. Tiết 3 cũng giống như ở các chủ đề khác thôi, đó là học sinh sẽ học bài đọc nhạc số 4 và bài hòa tấu, cũng là chính giai điệu chính là bài đọc nhạc. Và tiết 4 thì là ôn tập bài hòa tấu, ôn tập bài hát Điều Em Muốn và có thêm hoạt động trải nghiệm và khám phá. Thưa các thầy cô, bài hát Điều Em Muốn là một bài hát cũng khá quen thuộc rồi. Thì ở đây thưa các thầy cô là tôi xin phép không bật bài hát bao nữa, mà tôi xin chuyển sang để đổi không khí, tôi xin chuyển sang bật học liệu khác. Thứ nhất là chúng tôi vẫn có cái nhà phần nhạc đệm, nhạc beat, và chúng tôi cũng có cả karaoke, để tôi mời các thầy cô hát bài hát Điều Em Muốn một lần dưới dạng cùng với học liệu karaoke của chúng tôi.
Thưa các thầy cô, nếu các thầy cô thấy đâu đó cái bài hát Điều Em Muốn của nhạc sĩ Trương Quang Lục in trong một tập bài hát nào đó có cái sự hơi hơi khác với bản nhạc của chúng tôi in trong sách, thì các thầy cô mong các thầy cô rất là hết sức hiểu, bởi vì chúng tôi là những người làm sách, viết sách, chúng tôi cực kỳ cẩn trọng. Để được in ra bản nhạc như thế này, tôi đã không ít lần tôi đã liên hệ trực tiếp với nhạc sĩ Trương Quang Lục. Thứ nhất, tôi đề nghị ông cho phép là, bởi vì khi ông viết bài hát này là ông viết phần nhạc dạo, ông viết phần bè rất là bè hòa thanh, ông viết phần nhạc dạo, thì tôi đã phải xin phép và được sự đồng ý của nhạc sĩ Trương Quang Lục bằng văn bản là cho phép là chúng tôi bỏ phần nhạc dạo đi. Bởi vì chúng tôi có nói với nhạc sĩ Trương Quang Lục là tạo nhạc thì không phải giáo viên nào nắm được cũng như như giáo viên nào, và giáo viên người ta tùy cái cảm nhận người ta sẽ dạo theo cách riêng của mình, thì cho phép chúng tôi bỏ cái phần nhạc dạo của ông đi vì nhạc dạo của ông cũng tương đối dài. Và thứ hai, chúng tôi cũng nói là cái bè của ông khó quá, nếu mà in vào sách cả bè nữa thì đương nhiên bắt buộc là phải dạy cả bè học sinh, thế thì học sinh nó không hát nổi. Thế cho phép chúng tôi chỉ in cái giai điệu chính thôi, các nốt nhạc của giai điệu chính thôi, của bè chính thôi. Thế là nhạc sĩ Trương Quang Lục, thưa các thầy cô, nhạc sĩ Trương Quang Lục năm nay cũng 90 tuổi rồi, là nhạc sĩ đồng ý viết văn bản cho chúng tôi in bản nhạc như trong sách các thầy cô đã thấy. Về nội dung nhạc cụ gõ, thưa các thầy cô, nó cũng gồm hai mẫu tiết tấu ở nhịp 4/4, và đây thì các thầy cô lại dùng trống nhỏ để tạo ra âm sắc, đúng không ạ? Mẫu tiết tấu một là gì ạ? Tùng tùng cắt, tùng tùng cắt. Còn mẫu thứ hai là tùng 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 tùng. Sau khi các thầy cô, tôi không bật lại các học liệu nữa, sau khi các thầy cô hướng dẫn học sinh xong hai mẫu tiết tấu thì hướng dẫn các con sử dụng mẫu tiết tấu 1 điện cho đoạn 1, mẫu tiết tấu 2 điện cho đoạn 2 của bài hát. Bây giờ mời các thầy cô có thể gõ điện, tập gõ điện cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi một lần. Em muốn quay đến dùng tiếng reo cười, bạn bè cho lắm.
Thưa các thầy cô, bài đọc nhạc số 4 là một bài đọc nhạc rất là quen thuộc đối với các thầy cô đúng không ạ? Bởi vì là bài đọc nhạc này chính là một cái bài đọc nhạc có trong sách giáo khoa cũ. Khi chúng tôi biên soạn sách giáo khoa thì cũng có một số giáo viên ở các tỉnh khác nhắn tin cho chúng tôi trao đổi là thầy ơi, cái bài đọc nhạc Chú chim nhỏ dễ thương ở chương sách cũ ấy, học sinh học rất hứng thú, thầy đừng bỏ đi nhé, thầy giữ lại. Vâng, với chúng tôi cũng thấy bài này hay thật. Thì thưa các thầy cô, chúng tôi có giữ lại bài này để dạy cho học sinh lớp 7. Tuy nhiên là đây là không có lời Việt. Thưa các thầy cô, nếu mà các thầy cô quen dạy sách giáo khoa cũ thì bài đó có tiêu đề là Chú chim nhỏ dễ thương đúng không ạ? Với lời ca, người ta tự đặt, sau đó người ta đặt tên là Chú chim nhỏ dễ thương. Nhưng mà nếu mà theo tiêu đề của tiếng Pháp, nguyên bản tiếng Pháp thì dịch ra nó là Chim sương ca. Bởi vì người ta đặt lời thì người ta đặt tên là Chú chim nhỏ dễ thương. Nhưng còn nếu mà chúng ta dịch tiếng Pháp ra thì bài này có tiêu đề là Chim sương ca. Và chúng tôi không đặt lời, chúng tôi quan niệm là đọc nhạc không có đã gọi là nội dung đọc nhạc còn ghép lời ca làm gì. Thưa các thầy cô, tuy đây là một bài đọc nhạc khá quen thuộc, tuy nhiên chúng tôi cũng muốn giới thiệu với các thầy cô học liệu của chúng tôi và cũng muốn các thầy cô đọc nhẩm lại bài đọc nhạc một lần. Bài hòa tấu thưa các thầy cô chính là trích đoạn từ cái bài đọc nhạc ra. Như chúng tôi đã nói luôn luôn, chúng tôi muốn rằng là giảm tài, do đó chúng tôi không dám lấy nguyên vẹn tất cả giai điệu của bài đọc nhạc bởi vì sợ dài quá các thầy cô không dạy xuể ở trong tiết học, do đó chúng tôi là lấy trích đoạn của bài đọc nhạc ra để làm bài hòa tấu. Và ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh hòa tấu cùng với trống nhỏ tạo ra âm sắc tùng tùng cắt tùng tùng cắt. Mời các thầy cô quan sát nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi thực hiện. Những cái học liệu khác thì tôi đã nói từ sáng, tôi đã trình bày từ sáng là xin phép chỉ bật nhiều ở chủ đề 1, chủ đề 2, còn các chủ đề sau chúng tôi sẽ bật ít đi, bớt đi. Về hoạt động trải nghiệm khám phá ở chủ đề 4, thưa các thầy cô, có một cái hoạt động trải nghiệm khám phá chủ đề 4 nhằm gợi ý cho các thầy cô cũng như là hướng dẫn học sinh có thể thực hiện việc gõ đệm cho bài hát bằng bất cứ đồ vật gì mà các em có. Có thể là từ một tờ giấy, một túi cờ lia, một cái thìa, một cái bút, một mẩu gỗ hoặc là cái bút. Tức là chúng ta hướng dẫn học sinh chơi nhạc cụ gõ bằng bất cứ đồ vật gì xung quanh mà các em có thể có được. Cái việc này còn chúng tôi cũng gợi ý để các trường nào mà chưa có đủ nhạc cụ gõ cho học sinh thì có thể thay thế, sử dụng những cái đồ vật này để thay thế. Thì thưa các thầy cô, ở đây là chúng ta sẽ dùng tờ giấy, tờ bìa, túi hồ sơ clear, bút để gõ đệm, để thực hiện, thể hiện cái mẫu tiết tấu trong chủ đề, sau đó gõ đệm cho bài hát điều em muốn. Và bây giờ chúng tôi mời các thầy cô cùng thực hành cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi.
Một cái hoạt động trải nghiệm thứ hai ở chủ đề này thì khá quen thuộc đối với những thầy cô đâu đã dạy sách giáo khoa âm nhạc sáu cánh diều. Đó là gì? Đó là thể hiện mỗi tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể. Sau đó ứng dụng đệm cho một bài hát viết ở nhịp 4 em biết. Thưa các thầy cô, cái hoạt động này ở sách lớp 6 cánh diều ấy là mỗi tiết tấu ở nhịp 2-4 và mỗi tiết tấu ở nhịp 3-4. Còn đây ở lớp 7 này là mỗi tiết tấu ở nhịp 4-4. Và với những thầy cô mà chưa dạy sách năm ngoái, không dạy sách giáo khoa âm nhạc cánh diều ấy, thì cho phép tôi được giới thiệu về cái hoạt động này. Sơ đồ ở đây thì tức là học sinh có thể sử dụng sơ đồ động tác đi theo hàng ngang từ trái qua phải, dậm vai vai, hoặc từ phải qua trái vai vai dậm. Như vậy các thầy cô sẽ thấy có 3 sơ đồ hàng ngang từ trái qua phải và 3 sơ đồ hàng ngang từ phải qua trái. Như vậy là đã có 6 mạch sơ đồ. Rồi cũng có thể cho học sinh, yêu cầu học sinh chơi theo sơ đồ chiều dọc từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Như vậy lại có 6 cái mạch sơ đồ theo chiều dọc nữa là 12 mạch sơ đồ. Rồi chúng ta cũng có thể cho học sinh chơi theo sơ đồ theo đường chéo, động tác theo đường chéo, dậm chân này, búng ngón tay này, vỗ tay này, hoặc ngược lại, vỗ tay, búng ngón tay, dậm chân, có 2 cái đường chéo này. Vậy rất là tổng cộng ở đây thưa các thầy cô có 16 mạch sơ đồ động tác cơ thể để học sinh luyện tập. Chúng ta có thể cho các con rút thăm này, hoặc là cho các con tự nhận, chúng ta phân công mỗi nhóm một vài cái mạch sơ đồ để các con luyện tập thể hiện cái tiết tấu đen rồi đơn đen lặng, đen rồi đơn đen lặng. Sau đó các con tự chọn một bài hát nào viết ở nhịp 4-4 và các con đệm. Thưa các thầy cô, cái phần học liệu ở đây chúng tôi có làm ví dụ minh họa và chúng tôi lựa chọn một bài hát viết ở nhịp 4-4 trong sách lớp 6 cánh diều, đó là bài hát Tình Bạn Bốn Phương. Mời các thầy cô xem học liệu của chúng tôi. Hoạt động trải nghiệm và khám phá. Thể hiện mẫu tiết tấu dưới đây theo sơ đồ động tác. Sau đó ứng dụng đệm cho một bài hát viết ở nhịp 4-4 mà em biết. Vâng, thưa các thầy cô, như vậy là thầy cô sẽ thấy 16 mạch sơ đồ. Có thể có những cái mạch sơ đồ nó
thuận tiện nghe âm sắc nó phù hợp, có thể có mạch sơ đồ âm sắc nó không phù hợp lắm với cái trọng âm mạnh nhẹ, không sao cả. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trò chơi để học sinh đưa ra rất là đa dạng để học sinh luyện tập các kiểu, các cái kiểu gõ đệm khác nhau của động tác cơ thể. Thưa thầy cô, chủ đề 5 là chủ đề mùa xuân. Chúng ta sẽ dạy học sinh hát bài Hát Mùa Xuân, là một bài hát có xuất xứ từ nước ngoài, âm nhạc từ nước ngoài. Nghe nhạc, chúng ta sẽ cho học sinh nghe tác phẩm Một Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn. Đọc nhạc sẽ là bài đọc nhạc số 5, có trích đoạn giai điệu của bài hát Mùa Xuân. Nhạc cụ thì cũng giống như các chủ đề khác thôi ạ. Về lý thuyết âm nhạc, chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh các ký hiệu dấu nhắc lại, không thay đổi, dấu quay lại. Còn về thực sự âm nhạc là đương nhiên để tích hợp với nội dung âm nhạc, và chúng ta giới thiệu cho học sinh về nhạc sĩ Trần Hoàn. Về dự kiến kế hoạch dạy học thì tiết 1 sẽ là học hát bài hát Mùa Xuân. Bài hát rất là ngắn, gồm có hai câu giống nhau, giai điệu giống nhau, hai câu có giai điệu giống nhau, do đó chúng tôi chỉ dự kiến từ 24 đến 25 phút là học sinh có thể hát được. Sau đó chúng ta sẽ dạy về lý thuyết âm nhạc, dấu nhắc lại, không thay đổi, dấu quay lại. Và ở đây cũng chúng ta thực ra là những cái ký hiệu này học sinh đã được thực hiện nhiều rồi, và cũng ở đây chúng ta cũng học sinh đã được thực hành rất là nhiều rồi, và ở đây chúng ta chỉ nhắc lại, chúng ta rút ra về lý thuyết thôi, cũng rất là nhanh. Và hoạt động trải nghiệm khám phá, thưa các thầy cô, hoạt động trải nghiệm khám phá chính là một cái hoạt động vận dụng củng cố cho nội dung lý thuyết âm nhạc. Sang tiết 2, chúng ta sẽ cho học sinh nghe tác phẩm Một Mùa Xuân Nho Nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn, đồng thời giới thiệu về một chút thân thế sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hoàn. Và các thầy cô sẽ thấy là trong sách thì chúng tôi giới thiệu các phần giới thiệu nhạc sĩ thì chúng tôi giới thiệu cũng rất là ngắn gọn, chủ yếu là nêu lên được vài một số cái thành tựu, một số cái ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ mà thôi đấy ạ. Sau đó còn nội dung nữa ở tiết 2 đó là chúng ta ôn tập bài hát Mùa Xuân và kết hợp với gõ đệm bằng nhạc cụ. Tiết 3 thì cũng giống như chủ đề khác, đó là nội dung đọc nhạc và nội dung hòa tấu. Và tiết 4 thì cũng giống các chủ đề khác thôi, đó là ôn tập bài hòa tấu, ôn tập bài hát Mùa Xuân. Thưa các thầy cô, bài hát Mùa Xuân là một cái bài hát được đặt lời Việt trên giai điệu phỏng theo trích đoạn giai điệu Concerto Mùa Xuân của nhạc sĩ Vivaldi. Các thầy cô đều biết rồi, nhạc sĩ Vivaldi rất nổi tiếng, ông có một cái chùm Concerto gọi là bốn mùa đó, xuân hạ thu đông. Và đây là trích đoạn từ Concerto Mùa Xuân. Và cái bài Concerto Mùa Xuân này thì rất là quen thuộc, và tôi nghĩ quen thuộc cả với học sinh nữa cơ, bởi vì là giai điệu của cái Concerto này, cái phần chủ đề của Concerto này, đài truyền hình đã có thời đài truyền hình còn lấy làm nhạc hiệu cho chương trình dự báo thời tiết, nó rất là quen thuộc rồi. Và ở đây thưa các thầy cô, hai tác giả sách giáo khoa của chúng tôi là Lại Thị Phương Thảo và cô giảng viên Nguyễn Mai Anh đã đặt lời. Bây giờ mời các thầy cô hát bài này một lần cùng với bài học liệu hát mẫu của chúng tôi. Các thầy cô cũng thấy là giai điệu bài hát khá đơn giản và có cái sự nhắc lại nên cũng rất là dễ thuộc.
Thưa các thầy cô, đây là một bài hát mới, bởi vậy chúng tôi rất là muốn các thầy cô hát lại bài hát này, tập hát lại bài hát này một lần cùng với học liệu nhạc đệm của chúng tôi. Nội dung nhạc cụ gõ, thưa các thầy cô, nội dung nhạc cụ gõ ở chủ đề năm nay thì có một cái điều khác so với các chủ đề khác. Ở các chủ đề khác là gì? Là chúng ta hướng dẫn học sinh là thể hiện một mẫu tiết tấu hoặc hai mẫu tiết tấu, sau đó ứng dụng đệm cho bài hát. Nhưng ở đây, ở chủ đề năm này, thưa các thầy cô, là cả một bài tập tiết tấu chứ không còn là một mẫu tiết tấu nữa. Các thầy cô nhìn trên màn hình, các thầy cô sẽ thấy bài tập tiết tấu của chúng ta được chơi bằng các nhạc cụ gì ạ? Khuôn nhạc thứ nhất sẽ chơi bằng thành phách và khuôn nhạc thứ hai sẽ chơi bằng trống nhỏ. Khuôn nhạc thứ nhất sẽ có dấu nhắc lại đó là sẽ được chơi hai lần, sau đó đến trống nhỏ chơi. Đây là cả một bài tập tiết tấu rồi, đúng không ạ? Thì các thầy cô sẽ chia cho hai nhóm, một nhóm sử dụng thanh phách, một nhóm sử dụng trống nhỏ để thể hiện bài tập tiết tấu này. Mời các thầy cô gõ thử hoặc là vỗ tay và gõ vào bàn cũng được theo cái bài tập tiết tấu này của chúng tôi cùng với cái học liệu mà chúng tôi đã biên soạn để hỗ trợ các thầy cô dạy nội dung này. Sau khi hai nhóm đã thực hiện được bài tập tiết tấu thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các con vận dụng gõ đệm cho một nhóm hát, hoặc các con có thể tự hát vừa gõ, vừa tự hát vừa tự gõ cũng được, hoặc các con sẽ gõ đệm cho các bạn khác hát. Mời các thầy cô tập cùng với tập gõ đệm bài hát mùa xuân cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi. Các thầy cô có thể gõ đệm lại một lần nữa, tập gõ đệm lại một lần nữa cùng với học liệu của chúng tôi.
Thưa các thầy cô, ở nội dung đọc nhạc thì chúng ta có bài luyện đọc quãng theo mẫu, tức là bài luyện tập cơ bản đấy ạ. Thì thực chất ở đây như tôi lúc chia sáng tôi cũng đã chia sẻ, đây là một cách gọi, một cách đặt tên bài cơ bản để né những thuật ngữ học sinh học. Thực chất các thầy cô nhìn đây sẽ thấy chính là đọc hợp âm dài đối trường, đúng không ạ? Đây là đọc hợp âm dài đối trường. Thì mời các thầy cô đọc cùng với học liệu của chúng tôi một lần. Bài đọc nhạc số 5 thưa các thầy cô chính là trích đoạn giai điệu của bài, chính là giai điệu trích đoạn giai điệu của bài hát Mùa Xuân. Mời các thầy cô đọc cùng với học liệu của chúng tôi. Như vậy các thầy cô cũng thấy cái bài đọc nhạc này có giai điệu chính là giai điệu của bài hát Mùa Xuân. Tuy nhiên là không có cái nhắc lại thôi. Ở bài hát Mùa Xuân là gì? Câu 1, xong lại nhắc lại nguyên vẹn câu 1, câu 2, nhắc lại nguyên vẹn câu 2. Ở đây là luôn câu 1 và câu 2, không có cái sự nhắc lại nữa. Bài hòa tấu cũng vậy, bài hòa tấu cũng chính là cái bài đọc nhạc vừa rồi. Và gõ đệm thì cũng là cái nét gõ đệm, cái âm hình tiết tấu gõ đệm, cái bài tập gõ đệm mà học sinh đã được luyện tập. Mời các thầy cô quan sát giáo viên minh họa của chúng tôi chơi bài hòa tấu. Thưa các thầy cô, hoạt động trải nghiệm khám phá thứ nhất ở trong cái chủ đề năm này đó là một bài tập vận dụng củng cố cho phần dạy lý thuyết âm nhạc. Lý thuyết âm nhạc trong chủ đề này chúng ta dạy cho học sinh về khung thay đổi, dấu nhắc lại. Thì ở đây một cái bài tập đặt ra đối với học sinh là yêu cầu các con quan sát hai khuôn nhạc in trong sách và phát hiện ra những cái ô nhịp nào mà giống nhau. Thì các con chép lại cái hai khung nhạc đó, nhưng những ô nhịp giống nhau thì sẽ sử dụng khung thay đổi và dấu nhắc lại để chép. Và trên bảng các thầy cô cũng thấy chúng tôi có trình bày đáp án, đúng không ạ? Do re mi fa son son, do re mi fa son son la si son. Thì son son la si son, hai ô nhịp đó là khung thứ hai cũng có, vậy thì các con sẽ phải dùng dấu nhắc lại và khung thay đổi để chép lại. Mà cũng qua cái hoạt động này thì cũng đáp ứng được yêu cầu của chương trình là gì? Là chương trình yêu cầu là học sinh phải biết chép các bản nhạc đơn giản. Vậy chúng tôi cũng đưa cái hoạt động này vào để đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình, học sinh biết chép các bản nhạc đơn giản. Thưa các thầy cô, hoạt động trải nghiệm khám phá thứ hai là cũng mang tính sáng tạo, phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Tức là gì? Các thầy cô sẽ thấy là ở chủ đề này có một cái bài tập tiết tấu được chơi bằng thanh phách và trống con. Và hoạt động trải nghiệm khám phá này của chúng tôi đề ra là gì? Các nhóm hãy tự nghĩ ra các động tác cơ thể để chơi bài tập tiết tấu đó.
Sau đó các con phải tự nghĩ ra các động tác cơ thể để chơi bài tập tiết tấu đó. Sau đó các con ứng dụng lên cho bài hát mùa xuân. Thì thưa các thầy cô, trên màn hình là một ví dụ của chúng tôi. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ đấy, gõ như vậy đấy. Thế còn tất nhiên là các nhóm học sinh có thể tùy thích các con, có thể các con dùng búng ngón tay, vỗ ngực, dậm chân, động tác do các con tự nghĩ ra để các con thể hiện được cái bài tập tiết tấu, sau đó ứng dụng điện cho bài hát. Sau đây mời với cái ví dụ của chúng tôi đây thì mời các thầy cô có thể luyện tập theo cùng nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi. Thưa các thầy cô, chúng tôi nhắc lại lần nữa là trên màn hình chỉ là một cái ví dụ minh họa của chúng tôi thôi. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ, còn hoàn toàn học sinh có thể nghĩ ra bất kể động tác gì để thể hiện cái bài tập tiết tấu và điểm cho bài hát. Sang chủ đề 6, thưa các thầy cô, chủ đề 6 thì chúng ta có dạy học sinh cái bài hát Lời ru của mẹ của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Đọc nhạc là chúng ta cho học sinh nghe tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, đó là bài hát Mẹ yêu con. Phần đọc nhạc thì chúng ta có bài đọc nhạc số 6, chính cũng là trích đoạn một giai điệu một ca khúc hát ru rất nổi tiếng của thế giới. Nhạc cụ thì cũng giống như các chủ đề khác rồi, là có nhạc cụ gõ và bài hòa tấu. Thưởng thức âm nhạc là chúng ta giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Như vậy các thầy cô sẽ thấy rằng hầu như tất cả các chủ đề chúng tôi cố gắng các nội dung trong chủ đề chúng tôi cố gắng xoay quanh, chúng tôi cố gắng tôn vinh cái chủ đề đó lên, tạo được rõ đậm đậm nét cái hình tượng của chủ đề lên. Bài hát Lời ru của mẹ nghe thì tác phẩm Mẹ yêu con, đọc nhạc cũng lại một bài hát ru khác, vân vân. Rồi hòa tấu hay không thì cũng lại là từ cái giai điệu của bài hát ru đó. Các thầy của chúng tôi đã cố gắng bao giờ thấy sách anh diều, tôi cố gắng làm đậm lên được cái chủ đề. Về kế hoạch dạy học, thưa các thầy cô, bài hát lời ru của mẹ chúng tôi dự kiến là để các con nắm được, bước đầu nắm được giai điệu bài hát thì mất từng chừng 31 đến 33 phút. Và thưa các thầy cô, tôi vẫn nhắc lại là chúng ta không nên sa đà quá vào cái việc giới thiệu thân thế sự nghiệp tác giả khi dạy hát. Chúng ta giới thiệu hai ba câu thôi, giới thiệu nội dung hai ba câu thôi, sau đó cho các bác và nhịp cho các con vào hát luôn. Hoạt động trải nghiệm khám phá thì là có một hoạt động cũng rất là khá quen thuộc với các thầy cô rồi, thầy cô nào đã dạy ở sách lớp 6 rồi, đó là hát theo cách riêng của mình, một cái câu nói lên công ơn cha mẹ. Nghe ở tiết 2 là nội dung nghe nhạc là nghe tác phẩm Mẹ yêu con, đồng thời kết hợp với tích hợp với giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Nội dung ôn tập bài hát thì ôn tập bài hát Lời ru của mẹ và kết hợp với nhạc cụ gõ. Tiết 3 thì vẫn là đọc nhạc và bài hòa tấu, và tiết 4 cũng tương tự như các chủ đề khác thôi. Chúng tôi cấu trúc các chủ đề tương tự như nhau, theo một cái form nhất quán như nhau.
Đặc biệt là ở cái tiết 3, tiết 4 thì đều là theo cái form đó, tất cả các chủ đề, để các thầy cô có một cái quen, chúng ta sẽ thực hành cho nó thuận tiện. Thưa các thầy cô, bài hát Lời Ru Của Mẹ là của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường là nhạc sĩ rất là quen thuộc đối với các thầy cô, đúng không ạ? Và đặc biệt là ông cực kỳ gắn bó với giáo dục âm nhạc của thủ đô, vì bản thân ông nguyên là giáo viên dạy nhạc phổ thông, sau đó ông lên công tác tại Hội Nhạc sĩ. Và bài hát Lời Ru Của Mẹ này, bản thảo bài hát Lời Ru Của Mẹ này là trực tiếp nhạc sĩ Vũ Trọng Tường chụp lại gửi cho tôi qua Zalo. Thì đây là một cái bài hát nó cũng không phải là mới, nhưng cũng không được nhiều thầy cô biết tới, chưa ít thầy cô biết tới. Do đó bởi vậy tôi rất là muốn các thầy cô tập kỹ bài hát này một chút. Bây giờ mời các thầy cô hát nhẩm theo học liệu hát mẫu của chúng tôi. Thưa các thầy cô, về nội dung nhạc cụ gõ thì chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh hai mẫu tiết tấu ở nhịp 4/4, và cái mẫu tiết tấu 2 thì cũng là cái sự phát triển của mẫu tiết tấu 1 mà thôi.
Ở đây thì các thầy cô sẽ phân học sinh thành hai nhóm, một nhóm chơi maracas và một nhóm chơi triangle. Thì triangle thì thưa các thầy cô, triangle thì chắc là nhiều trường cũng đã có rồi, nhưng cũng có những trường thì chưa có. Vậy tôi cũng chỉ xin giới thiệu qua triangle, nó có mấy cái động tác gõ cơ bản. Thứ nhất là gõ thế này rất là vang ạ. Thứ hai là các thầy cô gõ và các thầy cô có thể bịt tiếng luôn, khách gõ bịt tiếng luôn. Và thứ ba là các thầy cô có thể cho học sinh tremolo đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây thì thưa các thầy cô, cái mẫu tiết tấu 1 sẽ là gì ạ? Đen rồi đơn đen lặng, đen rồi đơn đen lặng. Mẫu tiết tấu 2 là cái sự phát triển của mẫu tiết tấu 1. Đen rồi đen rồi đen 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 rồi. Thế thôi ạ. Đen rồi đen 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 vân vân. Sau khi các thầy cô hướng dẫn các con chơi thể hiện bằng nhạc cụ gõ rồi, rồi thể hiện bằng động tác cơ thể rồi, thì các thầy cô sẽ yêu cầu các con, hướng dẫn các con sử dụng mẫu tiết tấu 1 đến cho đoạn 1 và mẫu tiết tấu 2 đến cho đoạn 2 của và phần kết của bài hát. Bây giờ mời các thầy cô luyện tập gõ đệm, vừa hát vừa gõ đệm với bài hát Lời Ru Của Mẹ một lần. Nội dung đọc nhạc ở chủ đề 6 thì chúng ta cũng có một bài luyện tập cơ bản gọi là luyện đọc gam theo mẫu. Ở đây thực chất là chúng ta đọc gam nhưng mà theo chuỗi 4 nốt 1 đi lên theo quãng 4. Mời các thầy cô đọc cùng với học liệu của chúng tôi một lần.
Như tôi đã trao đổi là các thầy cô cứ việc mở các học liệu của chúng tôi một hai lần cho học sinh đọc theo qua. Các thầy cô có thể sử dụng đàn, các thầy cô đánh để học sinh đọc theo. Thưa các thầy cô, sáng nay tôi đã giới thiệu về chương trình. Chương trình thì có yêu cầu là ở nội dung đọc nhạc lớp 7 là phải có một vài bài đọc nhạc có bè. Thì bài đọc nhạc số 6 này là một trong hai bài đọc nhạc mà chúng tôi lựa chọn để dạy bè, học sinh đọc nhạc có bè. Thì thưa các thầy cô, thứ nhất là cái bài đọc nhạc này là nó trích đoạn từ một cái bản nhạc hết sức quen thuộc mà các thầy cô nào mà học sư phạm âm nhạc ngày xưa học thanh nhạc thì rất có thể là đã hát bài này rồi. Đó là khúc Khăn Ru, đúng không ạ? Lullaby, dịch ra tiếng Việt là khúc Khăn Ru, là một cái bài hát hết sức nổi tiếng của nhạc sĩ Brahms. Bài hát khúc Khăn Ru rất nổi tiếng của nhạc sĩ Brahms. Thì chúng tôi lựa chọn bài này để cho nó vừa là phù hợp với cái vừa chủ đề là lời ru của mẹ, thì bài này cũng phù hợp với chủ đề, đồng thời nó cũng phù hợp để soạn bè cho học sinh đọc. Và thưa các thầy cô, bài đọc nhạc này có hai bè, thì tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng là việc dạy đọc nhạc có bè cho học sinh là hết sức khó khăn. Nếu mà chúng tôi phối bè theo dạng hòa thanh thì chắc là rất nhiều học sinh không đọc được, nói chung là học sinh không đọc được. Vì nếu mà đọc theo bè hòa thanh rất là khó, bởi vậy chúng tôi mới biên soạn bè theo lối hai bè độc lập với nhau. Hai bè là hai giai điệu riêng rẽ, gần như là kiểu phối phức điệu đấy. Hai bè có hai giai điệu riêng rẽ, và khi đọc kết hợp hai bè thì nó sẽ tạo dựng được hiệu quả hòa hợp của âm thanh. Và các thầy cô quan sát bè 2 thì các thầy cô sẽ thấy bè 2 rất dễ đọc. Bè 2 nó không chỉ độc lập, nó là một giai điệu riêng độc lập với bè 1, mà nó rất dễ đọc vì hoàn toàn hầu như là giai điệu các độ cao là đi liền bậc, với các trường độ cũng rất đơn giản, trắng đen đơn mà thôi. Đấy ạ. Thưa các thầy cô, đầu tiên chúng tôi muốn mời các thầy cô đọc bài đọc nhạc có bè này cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi. Lần 1 sẽ đọc bè 1, lần 2 sẽ đọc bè 2, và lần 3 sẽ đọc ghép hai bè. Mời các thầy cô đọc cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi. Chỉ là hai nét nhạc nó mô phỏng nhau thôi ạ. Hai nét nhạc mô phỏng nhau, có tiết tấu giống nhau, mô phỏng nhau. Mi, 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 son, fa, re. Đấy là nét nhạc thứ nhất. Nét nhạc thứ hai. Re, 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 mi, re, do. Để hỗ trợ các thầy cô dạy học sinh đọc nhạc có bè thì chúng tôi cũng phải biên soạn khá nhiều, rất cẩn thận các học liệu. Học liệu thứ nhất là để các thầy cô hướng dẫn học sinh tập bè 1. Mời các thầy cô đọc cùng cái học liệu của chúng tôi. Biên soạn để hỗ trợ các thầy cô khi dạy cho học sinh bè 2. Mời các thầy cô đọc.
như tôi đã nói là chúng tôi, quan điểm của chúng tôi là học liệu ấy, đã ra học nhạc thì mang tính học thuật một tí, chúng tôi chỉ sử dụng tiếng piano thôi. Thế tuy nhiên ở đây là hai bè chúng tôi mà làm bè hai cũng là bằng tiếng piano ấy, bằng âm sắc piano, thì e rằng các thầy cô thì nghe tiếng piano các thầy cô có thể phân biệt đâu là bè một đâu là bè hai, nhưng học sinh thì chưa chắc. Bởi vậy bắt buộc chúng tôi phải sử dụng âm sắc của cái nhạc cụ khác làm bè hai cho học sinh dễ phân biệt. Và thưa các thầy cô, đây là học liệu chúng tôi biên soạn để các thầy cô cho cả lớp, cho các em ghép hai bè với nhau. Thưa các thầy cô, bài hòa tấu cũng chính là trích đoạn của cái bài đọc nhạc vừa rồi mà thôi. Bây giờ mời các thầy cô quan sát nhóm giáo viên của chúng tôi chơi bài hòa tấu này. Các thầy cô sẽ thấy là rõ ràng là cũng là giai điệu bài đọc nhạc thôi, nhưng bài hòa tấu nó lại ở độ cao độ khác. Vâng, thưa các thầy cô, bởi vì là ở bài đọc nhạc chúng tôi đã phải hạ tông, hạ giọng cho phù hợp giọng học sinh rồi. Còn đương nhiên khi chơi bài hòa tấu thì các em không dịch được, còn sẽ chơi đúng nốt nhạc. Do đó các thầy cô sẽ nghe thấy cao độ nó ở độ cao khác. Một cái vấn đề nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ với các thầy cô là các thầy cô sẽ thấy bài hòa tấu này không có phần hợp âm. Thưa các thầy cô, tại sao lại không có phần hợp âm? Thì thú thực rằng là chúng tôi cũng rất là lo về cái việc dạy nhạc cụ. Bởi vậy ở cái bài hòa tấu này, nếu mà chúng ta đặt hợp âm vào thì bắt buộc phải có hợp âm rê thứ. Mà chúng tôi thì thực sự mà nói, thực tâm mà nói, chúng tôi không muốn là lại phải giới thiệu thêm một hợp âm mới cho học sinh. Ở lớp 6 thì đô trưởng, pha trưởng, son trưởng, la thứ, và chúng tôi cố gắng ở lớp 7 vẫn chỉ có đô trưởng, pha trưởng, son trưởng, la thứ mà thôi. Chúng tôi không dám đưa thêm rê thứ vào, bởi vậy chúng tôi đã loại bỏ cái phần hợp âm ở cái bài hòa tấu này. Thế còn về nhạc cụ gõ thì các thầy cô cũng thấy chỉ hoàn toàn vẫn là sử dụng maracas và triangle, đệm giống như khi đệm hát mà thôi, cũng là âm hình mạnh, nhẹ, nhẹ, mạnh, nhẹ, nhẹ. Đây ạ, à, đây là học liệu chúng tôi biên soạn để hỗ trợ. Thưa các thầy cô, hoạt động trải nghiệm khám phá thứ nhất ở chủ đề này thì nó cũng tương tự như cái hoạt động trải nghiệm khám phá chủ đề 3, đó là một cái hoạt động mà phát huy năng lực sáng tạo âm nhạc của học sinh, phát huy năng lực thể hiện âm nhạc của học sinh. Tức là với các ký hiệu trường độ trắng, đen chấm dôi, đen đơn, lặng đen, lặng đơn, thì chúng ta sẽ yêu cầu các nhóm tạo ra 4 ô nhịp 2-4, nhưng các ô nhịp là không được có tiết tấu giống nhau, rồi thể hiện các ô nhịp đó, các bạn tự thể hiện các ô nhịp đó bằng nhạc cụ gõ hoặc bằng động tác cơ thể. Và trên màn hình là một ví dụ chúng tôi đề ra 4 ô nhịp hoàn toàn không giống nhau về tiết tấu. Còn tất nhiên học sinh có thể làm ra các ví dụ khác theo đặt yêu cầu của giáo viên. Một hoạt động trải nghiệm khám phá nữa là nó liên quan đến cái chủ đề, đây là chủ đề lời ru của mẹ, thì chúng ta yêu cầu học sinh hát câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, theo cách riêng của mình.
Như tôi đã nói, thầy cô nào đã dạy sách giáo khoa âm nhạc là sáu cánh diều thì thấy ở sách giáo khoa âm nhạc sáu cánh diều đã có cái hoạt động này rồi, tức là các con tự hát lên. Và ở đây chúng ta vẫn tôi lại vẫn có thể nhắc lại với các thầy cô là chúng ta hãy khuyến khích các con tự thể hiện cái gì con nghĩ ra. Các cao độ các con nghĩ ra có thể chưa hay, thậm chí không có cao độ mà các con chỉ cần đọc thơ thôi, nhưng đọc theo cái nhịp điệu của tiết tấu của các con, có thể đọc theo kiểu rap cũng được, không sao cả, nhưng mà miễn là các con đã thể hiện, tự tin thể hiện cái gì mà mình nghĩ ra, thì đây là hoạt động là phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng cái sự tự tin cho các con dám biểu cảm, dám thể hiện trước tập thể lớp. Sau đây mời các thầy cô xem học liệu minh họa của chúng tôi cho cái hoạt động trải nghiệm khám phá này. Hoạt động trải nghiệm và khám phá. Hát câu ca dao dưới đây theo cách riêng của mình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vâng, thưa các thầy cô, vừa rồi là ba cái ví dụ mà chúng tôi gợi ý, chúng tôi đưa ra. Và tuy nhiên ở đây tôi cũng vẫn phải nói là với các hoạt động này, các thầy cô có thể lựa chọn những cái câu thơ khác, kể cả không phải là ca dao mà là những câu thơ mới sáng tác nói lên cái công thơ của cha mẹ, tình cảm gia đình, để yêu cầu các con tập cho các con thể hiện. Chứ không phải dứt khoát là cứ phải những câu thơ mà chúng tôi đề xuất trong sách. Đấy, tôi xin lưu ý các thầy cô như vậy. Vâng, thưa các thầy cô, tôi xin phép được tiếp tục buổi tập huấn hôm nay. Còn hai chủ đề còn lại. Thưa các thầy cô, chủ đề 7 có tiêu đề là cội nguồn. Ở đây chúng ta sẽ lại dạy lại cho một học sinh một cái bài hát mà khá quen thuộc đối với các thầy cô, nhưng lại rất phù hợp với chủ đề. Đó là bài hát Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Phần đọc nhạc, phần nghe nhạc là chúng ta sẽ nghe một cái tác phẩm cũng phù hợp với chủ đề. Đó là bài hát Đất Nước Lời Ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho. Về nội dung đọc nhạc thì chúng ta có bài đọc nhạc số 7, và bài đọc nhạc số 7 cũng là một cái trích đoạn, một cái bài hát thiếu nhi, thiếu niên rất quen thuộc, cũng phù hợp với chủ đề. Nhạc cụ thì giống như các chủ đề khác rồi. Lý thuyết âm nhạc là chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh một số ký hiệu thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ. Thưa các thầy cô, về kế hoạch bài đọc dự kiến thì cũng cái form, cái mẫu nó cũng tương tự như các chủ đề khác mà thôi. Tiết 1 sẽ là hát, học hát bài Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi, và nghe nhạc tác phẩm Đất Nước Lời Ru. Tiết 2 sẽ là ôn tập bài hát Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi và kết hợp với gõ đệm, nhạc cụ. Chúng ta sẽ giới thiệu về lý thuyết âm nhạc, một số ký hiệu và thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ. Đồng thời chúng ta có một cái hoạt động trải nghiệm khám phá, cũng là một cái bài tập vận dụng cho nội dung lý thuyết âm nhạc mà thôi. Ở tiết 3 chúng ta sẽ có nội dung đọc nhạc và nội dung hòa tấu. Tiết 4 thì cũng là phần ôn tập giống các chủ đề khác. Thưa các thầy cô, bài hát Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi là một bài hát rất là quen thuộc đối với các thầy cô rồi. Thế tuy nhiên ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là với bài hát này, các học liệu trước đây và các file video hay là hát mẫu hay nhạc beat trước đây thì có một cái vấn đề sai, tức là không đúng với bản nhạc
được in trong sách giáo khoa cũ ấy, không in cũ. Và ở cái các học liệu mà chúng tôi thiết kế để hỗ trợ các thầy cô dạy cái bài hát này thì chúng tôi đã sửa cái sai đó. Đó là gì thưa các thầy cô? Các thầy cô nhìn quan sát bản nhạc, các thầy cô sẽ thấy là bài hát này có được hát nhắc lại hai lần. Ở lần một cái câu kết là tùng 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 cắt tùng 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 cắt tùng 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 tùng, tức là câu kết được cái nét nhạc tùng 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 cắt tùng 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 được lặp lại lần nữa là hai lần. Nhưng khi hát lần hai thì chỉ có một lần tùng 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 cắt tùng 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 là kết thúc. Nếu mà chúng ta nhìn bản nhạc, chúng ta theo dõi bản nhạc thì như vậy. Thế tuy nhiên các học liệu trước đây các thầy cô dạy hoặc tôi theo dõi thì thấy là lần nào kết lần nào cũng cứ tùng 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 cắt tùng 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 cắt tùng 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 tùng, như vậy là sai với bản nhạc. Tôi nhắc lại, lần một thì là tùng 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 cắt tùng 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 cắt tùng 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 tùng. Còn khi hát lần quay lại chỉ có một lần thôi ạ. Tung 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 các tung 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 tung, đấy là kết thúc. Chúng ta nhìn bản nhạc chúng ta sẽ thấy như vậy. Và học liệu thì thưa các thầy cô, chúng tôi cũng làm đúng như vậy, là đúng như bản nhạc. Và để giới thiệu về cái học liệu này đối với các thầy cô, với cái học liệu của với cái nét nhạc mà phần nhạc điện mà chúng tôi đã thiết kế để hỗ trợ các thầy cô, tôi mời các thầy cô hát lại bài này một lần. Một gốc là con một nhà, nổi trống lên như trống đồng năm xưa, cùng vỗ tay trong điệu múa đồng đưa, hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang trong tiếng hương một gốc là con một nhà, nổi trống lên như trống đồng năm xưa, cùng vỗ tay trong điệu múa đồng đưa, hòa tiếng ca theo nhịp trống ngân vang trong tình thương bao la. Theo dõi thấy học liệu của chúng tôi là làm đúng như bản nhạc. Bản nhạc như thế nào, quay lại như thế nào thì chúng tôi làm đúng như thế. Thưa các thầy cô, như tôi đã trao đổi là sáng nay khi giới thiệu về chương trình và sách giáo khoa âm nhạc 7 thì chương trình quy định ở nội dung hát ở lớp 7 ấy, là phải có một số bài hát có bài hát đơn giản. Và trong sách giáo khoa âm nhạc 7 kinh điều chúng tôi chọn duy nhất bài hát Nổi trống lên các bạn ơi là bài để các thầy cô dạy bè cho học sinh. Và với phần bè rất là đơn giản, rất đơn giản, chúng tôi chỉ yêu cầu là hát câu kết của bài hát có phần bè 2 giống như phần nhạc dạo. Vậy thì cắt cổ ở đây là chúng ta chỉ dạy học sinh cái phần câu kết có bài 2 giống như phần nhạc dạo, giống như cái hát mẫu vừa rồi, cái học liệu hát mẫu vừa rồi, rồi chúng tôi là có hát có bè. Tức là gì ạ? Ở câu kết chúng ta sẽ chia học sinh làm hai bè, một bè hát là la 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 đô son la 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 và một bè hát là mi 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 son re mi 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 tung 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 cắt tung 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 tung, còn bè hai là tung 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 cắt tung 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 tung. Vâng, chúng tôi đã đề ra một cái yêu cầu hát bè rất đơn giản, rất là ngắn gọn như vậy. Thế tuy nhiên tôi cũng phải chia sẻ rằng tôi cũng phải nói với các thầy cô rằng nếu mà cái lớp nào học sinh nó kém quá, nó không hát nổi thì thôi các thầy cô lại tìm cách chia ra hát bè đuổi vậy để
coi như là đã đáp ứng được cái yêu cầu, là chương trình của yêu cầu là chương trình là dạy học sinh hát một vài bài có bè đơn giản. Còn nếu các thầy cô hát được, dạy các con hát được bè hòa thanh ở cái câu kết này thì rất là tốt ạ. Về nhạc cụ gõ, thưa các thầy cô, ở đây là hai cái mẫu tiết tấu và đương nhiên rồi, nổi trống lên các bạn ơi thì đương nhiên là phải gõ bằng trống rồi ạ. Đúng không ạ? Chúng ta hát bài nổi trống lên các bạn ơi thì chúng ta phải sử dụng nhạc cụ trống để gõ. Âm hình tiết tấu một là gì ạ? Tùng tùng cắt, tùng tùng cắt. Còn âm hình tiết tấu thứ hai nó sôi nổi hơn, nó dồn dập hơn. Tùng tùng cắt, tùng 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 cắt. Có thế thôi ạ. Các thầy cô sau khi hướng dẫn học sinh thể hiện được hai mẫu tiết tấu đó thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các con vận dụng đệm cho bài hát. Mỗi tiết tấu 1 đệm cho đoạn 1 và phần kết. Mỗi tiết tấu 2 thì đệm cho đoạn 2. Bây giờ mời các thầy cô gõ đệm, tập gõ đệm một lần cùng với học liệu của chúng tôi, với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi. Lần đầu thì sẽ sử dụng gõ bằng nhạc cụ gõ, lần thứ hai sẽ chơi bằng động tác cơ thể. Nội dung đọc nhạc ở chủ đề 7, thưa các thầy cô, lại là một cái bài đọc luyện đọc quán theo mẫu, và đây thì thực chất cũng là đọc các hợp âm dài của đọc hợp âm dài T, S, D mà thôi. Mời các thầy cô đọc cùng với học liệu của chúng tôi một lần. Thưa các thầy cô, bài đọc nhạc số 7 là một bài trích đoạn, một giai điệu, một bài hát rất là quen thuộc và nó cũng phù hợp với chủ đề, đó là bài hát ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân. Mời các thầy cô đọc nhầm cùng với học liệu của chúng tôi một lần.
Nội dung hòa tấu chính là nội dung chính, có giai điệu chính là giai điệu bài đọc nhạc. Và ở đây sẽ kết hợp gõ đệm bằng tambourine tạo ra một cái âm hưởng như là một cái đội trống thiếu nhi. Bây giờ mời các thầy cô quan sát nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi chơi bài hòa tấu. Thưa các thầy cô, hoạt động trải nghiệm khám phá thứ nhất là chúng ta yêu cầu các nhóm học sinh hát bài nổi trống lên các bạn ơi 3 lần với các nhịp độ là andante, allegretto, allegro. Và các con sẽ nêu cảm nhận của mình là hát với nhịp độ nào là phù hợp nhất. Thưa các thầy cô, đây chẳng qua chỉ là một cái hoạt động hỗ trợ, bổ trợ cho cái nội dung lý thuyết âm nhạc dạy ở trong cái chủ đề 7 này. Chủ đề 7 này chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh một số thuật ngữ về nhịp độ và sắc thái cường độ. Thì thông qua việc này, các con sẽ hiểu, cảm nhận được thế nào là nhịp độ andante, thế nào là allegretto và thế nào là allegro. Andante là thong thả, allegretto là hơi nhanh, còn allegro là nhanh. Thì các con sẽ hiểu thế nào là andante, thế nào allegretto, thế nào allegro. Một cái hoạt động trải nghiệm khám phá nữa ở chủ đề này thì tương tự giống hoạt động và hoạt động trải nghiệm khám phá ở chủ đề 4 đấy, tức là chúng ta hướng dẫn học sinh, gợi ý cho học sinh cách sử dụng các đồ vật xung quanh, tờ giấy, túi cờ lia, bút bi, bút chì, mẩu gỗ, cái thìa để có thể chơi được đệm, gõ đệm được cho bài hát. Qua đó thì cũng giúp cho các trường, mà nếu chưa có đủ nhạc cụ, một cái gợi ý cho các trường, nếu chưa có đủ nhạc cụ gõ thì có thể cho học sinh sử dụng bất kể cái đồ vật gì xung quanh để thực hiện nội dung nhạc cụ gõ. Sau đây mời các thầy cô luyện tập cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi một lần. Thưa các thầy cô, như vậy các thầy cô sẽ thấy ở chủ đề 7 này là một bài hát khá quen thuộc, các thầy cô cũng đã dạy nhiều lần rồi. Thế tuy nhiên với những cái hoạt động mới, với những hoạt động mới nào là từ hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ này, hát kết hợp gõ đệm bằng động tác cơ thể này, hát kết hợp gõ đệm bằng các vật dụng xung quanh này, vân vân, thì các thầy cô cũng sẽ thấy là có một cái luồng sinh khí mới, một cái sự đổi mới cho cái bài hát. Nó không như cách dạy trước đây nữa. Cách dạy trước đây hát thì tương đối, vì các thầy quen rồi, chỉ gõ đệm theo phách, theo nhịp, vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái hoạt động bổ trợ để làm cho nó tươi mới hơn cái bài hát. Thưa các thầy cô, chủ đề 8 là chủ đề quê hương.
Thì ở đây là chúng ta sẽ dạy học sinh hát bài một bài dân ca, là bài hát Vui Kéo Lưới. Nghe nhạc là nghe tác phẩm ở Tây Nguyên Chào Mặt Trời, là một cái tác phẩm sáng tác cho đàn trưng độc tấu. Đọc nhạc thì là có bài đọc nhạc số 8, cũng là một cái bài đọc nhạc có nội dung nói về cảnh đẹp quê hương. Nhạc cụ thì giống như các chủ đề khác rồi. Về thưởng thức âm nhạc là chúng ta sẽ giới thiệu cây đàn tơ rưng và cây đàn krumpet. Thưa các thầy cô, ở đây có một cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ một chút, là một số cái thắc mắc của thầy cô, là tại sao khi mà ở các phần thưởng thức âm nhạc chúng tôi biên soạn để giới thiệu các loại nhạc cụ ấy, thí dụ đàn tơ rưng hay kèn clarinet vân vân, thì không thấy chúng tôi ghi rằng cái nhạc cụ này có thể để độc tấu, hòa tấu và đệm cho hát. Các thầy cô thắc mắc, bởi vì chắc là cái thắc mắc đó các thầy cô cũng yêu cầu chúng tôi phải bổ sung một sách những cái điều đó. Đó là chức năng của nhạc cụ, thì các thầy cô yêu cầu tôi phải bổ sung vào. Thì chúng tôi nghĩ là những cái nhận xét đó chắc là các thầy cô cứ căn cứ vào cái mà sách giáo khoa cũ để các thầy cô nhận xét thôi. Thì với cái yêu cầu đó, nhận xét đó, thì chúng tôi xin được phép được trả lời như thế này ạ. Tất cả các loại nhạc cụ, tất cả các loại nhạc cụ, kể cả nhạc cụ gõ các thầy cô ạ, hay nhạc cụ tự tạo cũng thế thôi, nhạc cụ gõ cũng thế, đều có thể dùng để độc tấu, hòa tấu và đệm cho hát. Ví dụ cái kèn lá, cái lấy hai cái lá để thổi cũng là có thể độc tấu, hòa tấu để cho hát. Hoặc là các thầy cô lấy các cái bát xong đựng nước vào, đổ nước vào để tạo ra các âm thanh cao thấp khác nhau. Nước nhiều thì âm thanh trầm, nước ít thì âm thanh cao, vân vân. Ví dụ như thế. Thì thưa các thầy cô là cũng có thể để độc tấu, hòa tấu để cho hát. Chả có cái nhạc cụ nào không để độc tấu và hòa tấu đệm cho hát cả. Như vậy ở đây rõ ràng độc tấu, hòa tấu và đệm cho hát là một chức năng chung của tất cả các loại nhạc cụ, chứ không phải chức năng riêng của cái kèn tơ rưng hay là của cái đàn guitar, nó không phải chức năng riêng. Bởi vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là thật là không hợp lý tí nào khi cứ đến nhạc cụ nào cũng lại giới thiệu nhạc cụ này có thể dùng để độc tấu, hòa tấu, đệm cho hát. Bởi vì đấy là chức năng đương nhiên rồi. Chúng tôi nghĩ rằng là không cần thiết phải ghi điều đó. Ai cũng hiểu là nhạc cụ thì dùng để độc tấu, hòa tấu để ra. Thế và thầy cô, chỉ có những cái nhạc cụ nào ấy mà có cái chức năng gắn liền với một loại hình nghệ thuật nào riêng biệt nào đó thì chúng tôi mới giới thiệu. Chẳng hạn sao ạ? Đàn đáy nó gắn liền với hát ca trù, đúng không ạ? Đàn nguyên nó gắn liền với loại hình hát trầu văn thì chúng ta sẽ ghi. Chứ còn độc tấu, hòa tấu để cho hát thì đấy là chức năng chung của tất cả nhạc cụ rồi, thì chúng tôi nghĩ nó không hợp lý thế nào khi cứ giới thiệu bất cứ nhạc cụ nào cũng lại ghi đàn tơ rưng có thể độc tấu, hòa tấu để cho hát, đàn krumpet có thể độc tấu, để tấu, hòa tấu hát thì vân. Chúng tôi nghĩ là không cần thiết phải ghi như vậy. Đó, tôi xin giải thích như vậy tại sao lại chúng tôi không ghi. Thưa các thầy cô, ở kế hoạch ở đây thì các thầy cô biết phân phối chương trình rồi. Chủ đề 8 chỉ chúng ta dạy học trong 3 tiết thôi, khác các chủ đề khác. Các chủ đề khác thì dạy trong 4 tiết, nhưng riêng chủ đề 8 dạy 3 tiết. Vậy thì tiết 1 chúng ta sẽ hát, dạy học sinh hát bài hát Vui Kéo Lưới. Đây là một bài hát rất là ngắn gọn, đơn giản, cũng dạy rất là nhanh thôi. Và chúng ta kết hợp gõ đệm luôn, bởi vì học sinh nó gõ đệm từ suốt từ cho bài hát suốt bằng nhạc cụ suốt từ lớp 4, lớp 5, lớp 6 và đến lớp 7 rồi thì nó cũng khá quen rồi. Ngoài ra chúng ta có một cái bài đọc nhạc số 8, hai bài. Ở tiết 2 là bài hòa tấu và nghe tác phẩm Tây Nguyên Chào Mặt Trời, rồi giới thiệu đàn tơ rưng và krumpet luôn. Cái tác phẩm Tây Nguyên Chào Mặt Trời là độc tấu đàn tơ rưng, nó minh họa luôn cho nội dung giới thiệu đàn tơ rưng. Và tiết 3 là ôn tập bài hòa tấu, bài hát Kéo Lưới. Thưa các thầy cô, bài hát Kéo Lưới là một cái bài hát được đặt lời theo điệu Lý Kéo Chài, dân ca Nam Bộ. Các thầy cô có thể hỏi chúng tôi là tại sao ở lớp 9 có bài Lý Kéo Chài rồi đặt lời rồi, tại sao các thầy cô lại đặt lời mới cho bài hát này làm gì? Thì thưa các thầy cô, chúng tôi phải chia sẻ thế này. Cái bài hát trong Lý Kéo Chài, trong sách lớp 9 mà các thầy cô vẫn dạy, thì có cái giai điệu nó không bám sát lắm với giai điệu nguyên bản của bài lý, của làn điệu Lý Kéo Chài. Các thầy cô cứ quan sát mà xem, các thầy cô cứ nghe mà xem, các thầy cô sưu tầm mà xem, tất cả những cái tiết mục biểu diễn bài Lý Kéo Chài
trên YouTube này, trên TV này, các bài hòa tấu lý kéo chài này, hoặc là các tiết mục thi hát bài lý kéo chài ở giọng hát Việt nhí này, là nó có giai điệu nó khác với cái lý kéo chài trong 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 sách lớp 9. Bởi vì sao ạ? Cái sách lớp 9, cái bài lý kéo chài trong sách lớp 9, các tác giả đặt lời đã cắt cắt bớt một hai ô nhịp giai điệu rồi, nó không giống. Và với cái mong muốn là học sinh với mong muốn là học sinh được hát gắn gần với nguyên bản của bài dân ca lý kéo chài hơn, thì chúng tôi đặt lại lời, chúng tôi đặt lại lời. Và bản thân cái bài lý kéo chài này cũng là một bài hát rất là hay, dân ca rất là vui, học sinh rất là thích. Chính vì vậy chúng tôi đặt lại lời. Và đây thưa các thầy cô, là khi chúng tôi cũng phải chia sẻ luôn, là khi chúng tôi bắt đầu đặt lại lời ấy, chúng tôi có vẫn đặt tên là lý kéo chài. Thế tuy nhiên hội đồng thẩm định quốc gia có nói rằng là các anh đặt lời mới đấy, có phải là nguyên dùng lời nguyên bản đâu của bài dân ca đâu mà các anh dám đặt là lý kéo chài, lý kéo chài. Bởi vì các thầy cô đều biết là nguyên bản bài dân ca lý kéo chài ấy thì là nhậu đi cho hết mấy chai, mà nhậu đi thì rõ ràng là không thể đưa vào dạy giáo dục phổ thông được rồi, chúng tôi không dám, đúng không ạ? Tự nhiên lại bài hát lại toàn là nhậu đi cho hết mấy chai, qua nối quan hò thì không dám. Thì chúng tôi cũng thắc mắc, chúng tôi cũng thắc mắc là thế tại sao cái bài lý kéo chài trong lách lớp 9 nó cũng đặt lời mới đấy chứ mà vẫn đặt tên là lý kéo chài. Thì hội đồng thẩm định quốc gia có nói rằng là nó là một cái lịch sử để lại rồi. Ngày xưa làm sách nó dễ, còn bây giờ sách thì nó có những cái là viết viết sách nó có những cái tiêu chí ngặt nghèo hơn, và yêu cầu rằng là đã không phải dùng nguyên bản lời ca của dân ca thì không được dùng tên của bài dân ca đó. Bởi vậy chúng tôi mới đặt tên là Vui Kéo Lưới. Thưa các thầy cô, đây là một cái giai điệu mà cái bài hát có lời mới. Chúng tôi mong muốn các thầy cô thử hát cùng với học liệu của chúng tôi xem nó có giống những cái tiết mục biểu diễn trên thường xuyên biểu diễn trên TV bài này không, trong các cuộc thi hát, trong các cuộc hội diễn, hoặc những cái tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc về cái bài lý kéo chài này không. Ngàn con sóng khẽ du mạn thuyền, tay ta vững chèo không lo đói nghèo. Ơ hò là hò. Đấy ạ, các thầy cô có thể cảm nhận được cái giai điệu mà chúng tôi đọc thì bám sát hơn nguyên bản giai điệu bài dân ca so với cái bài lý kéo chài trong sách giáo khoa lớp 9. Và sau đây tôi mời các thầy cô hát lại bài này một lần nữa, cảm nhận lại bài hát này một lần nữa với học liệu ở karaoke của chúng tôi. Thưa các thầy cô, nội dung nhạc cụ gõ ở chủ đề 8 này là học sinh sẽ chia hai nhóm, một nhóm dùng maracas, một nhóm dùng song loan để thể hiện mẫu tiết tấu, sau đó ứng dụng cho bài hát Vui Kéo Lưới. Ở đây chúng tôi muốn dùng cái tiếng song loan ấy, nó mô phỏng lại cái tiếng gõ lách cách của mạn thuyền khi ra trên thuyền ra khơi đấy, lưới thì có cái tiếng chèo gõ lách cách. Mời các thầy cô quan sát học liệu của chúng tôi. Sau khi học sinh đã thể hiện được mẫu tiết tấu rồi thì chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh ứng dụng đệm cho bài hát Vui Kéo Lưới. Mời các thầy cô gõ đệm một lần cùng với luyện tập gõ đệm cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi.
Thưa các thầy cô, bài đọc nhạc số 8 cũng là một bài đọc nhạc mà chúng tôi lựa chọn để biên soạn hướng dẫn học sinh đọc nhạc có bè đáp ứng yêu cầu của chương trình. Và các thầy cô, chúng tôi như bài đọc nhạc số 6 thì ở bài đọc nhạc này chúng tôi cũng xoa theo hình thức hai bè hoàn toàn độc lập với nhau. Hai bè là hai giai điệu riêng. Hai bè là hai bài giai điệu riêng. Và khi đọc kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo nên cái sự hòa hợp. Chúng tôi không dám soạn theo dạng hòa thanh, sợ học sinh không đọc được. Và các thầy cô sẽ thấy bè 2 nó cũng vẫn là cái hai nét nhạc mô phỏng nhau. Và với các trường độ đi, các trường độ rất là quen thuộc, chỉ có gồm trắng, chấm dôi, đen, lặng đen. Rồi cao độ đi rất là bình ổn để cho học sinh dễ đọc. Sau đây mời các thầy cô đọc bài đọc nhạc số 8 cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi. Lần 1 đọc bè 1, lần 2 đọc bè 2 và lần 3 sẽ kết hợp hai bè. Và tôi cũng xin nói thêm, bài đọc nhạc này nó, tại sao chúng tôi chọn bài này? Bởi vì là bài này có nội dung nói về cánh rừng miền Đông Nam Bộ, nó cũng là nói đến quê hương, nó cũng là chính là một tác phẩm nói về quê hương phù hợp với chủ đề. Sau đây mời các thầy cô cùng đọc. Thưa các thầy cô, cũng như ở bài đọc nhạc số 6 thì bài đọc nhạc số 8 này chúng tôi cũng thiết kế rất cẩn thận các học liệu để hỗ trợ cho các thầy cô dạy đọc nhạc có bè. Đây là học liệu để các thầy cô hướng dẫn học sinh tập bè 1. Và đây là học liệu để các thầy cô hướng dẫn học sinh tập đọc bài 2. Như vậy với hai cái học liệu vừa rồi, các thầy cô có thể bật học liệu thứ nhất cho một dãy đọc bài 1, bật học liệu thứ hai cho tập cho dãy kia đọc bài 2. Và sau khi hai bè đã luyện tập riêng được bè của mình rồi, phần bè của mình rồi, thì các thầy cô có thể sử dụng học liệu để của chúng tôi thiết kế để ghép hai bè. Thưa các thầy cô, bài hòa tấu chính là bài đọc nhạc, giai điệu bài đọc nhạc mà thôi. Thì tuy nhiên ở đây
bài hòa tấu ở chủ đề 8 này khác bài hòa tấu ở các chủ đề khác là gì? Là không phải là hòa tấu giữa nhạc cụ giai điệu và nhạc cụ gõ. Duy nhất có cái chủ đề 8 này là không phải hòa tấu giữa nhạc cụ giai điệu mà với nhạc cụ gõ, mà là hòa tấu hai nhạc cụ giai điệu với nhau. Bởi vì hai bài đọc nhạc số 8 là có hai bè, thì chúng tôi muốn là học sinh sau khi đọc xong hai bè thì các con thể hiện hai bè đó bằng nhạc cụ luôn. Ở đây các thầy cô sẽ thấy chúng tôi ghi là nhạc cụ giai điệu 1, nhạc cụ giai điệu 2. Thì nhạc cụ thể hiện giai điệu 1, nhạc cụ thể hiện giai điệu 2. Thì các thầy cô có thể nhạc cụ, thứ nhất các thầy cô có thể dùng một loại nhạc cụ, thí dụ kèn phím. Nhạc cụ thể hiện giai điệu thứ hai có thể dùng một loại nhạc cụ khác, thí dụ sáo phi riêng, cốc đơ. Tuy nhiên các thầy cô cũng có thể dùng một loại nhạc cụ thôi, nhưng mà sẽ phân em này thì chơi bè 1, em khác thì chơi bè 2. Sau đây mời các thầy cô quan sát nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi chơi bài hòa tấu. Và đây là học liệu của chúng tôi hỗ trợ các thầy cô hướng dẫn học sinh chơi hòa tấu. Thưa các thầy cô, hoạt động trải nghiệm khám phá thứ nhất ở chủ đề này đó là chúng ta hướng dẫn học sinh hát bè chỉ tục. Vừa là đa dạng hình thức học tập, vừa là cũng đáp ứng cái việc yêu cầu của chương trình là phải có hướng dẫn học sinh hát bè đơn giản. Thì ở đây là chúng ta sẽ chia nhóm ra, một nhóm sẽ hát nhiều lần câu dô 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 hò dô, trong khi các bạn hát bài vui kéo lưới, tức là hát quay đi quay lại dô 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 hò dô trong khi các bạn hát bài vui kéo lưới. Sau đây mời các thầy cô hát nhập cùng với nhóm giáo viên minh họa của chúng tôi. Thưa các thầy cô, như vậy các thầy cô sẽ thấy là chúng ta với cái hình thức này, chúng ta không cần nhạc đệm gì cả, chỉ cần một cái song loan hoặc là thanh phách, chúng ta gõ đệm theo và cái bè rô 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 chính là cái bè đệm rồi. Ở đây tôi cũng phải nói với các thầy cô là nếu thầy cô nào đang dạy sách giáo khoa lớp 9 cũ bài hát Lý Cao Trài mà định áp dụng hình thức này, hát thiệt bè chỉ tục này, thì chắc là không áp dụng được đâu ạ. Bởi vì sao? Như tôi đã nói, cái bài Lý Cao Trài trong sách giáo khoa lớp 9 cũ ấy là bị cắt đi một hai ô nhịp, nó không còn tròn khổ để mà chúng ta áp dụng cái cách hát chỉ tục này nữa đâu ạ. Và thưa các thầy cô, khi các thầy cô tổ chức cho học sinh hát cái bè chỉ tục này, hoạt động hát bè chỉ tục này, thì các thầy cô có thể cho cái nhóm rô 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 hò rô hát trước
hai lần thay cho nhạc lạo. Thay nhạc lạo rồi, nhóm kia bắt đầu mới hát. Sau đây mời các thầy cô hát lại một lần nữa cùng với học liệu chúng tôi đã biên soạn cho hoạt động trải nghiệm khám phá này. Hoạt động trải nghiệm và khám phá. Hát nhiều lần câu dô, dô, dô hò dô trong khi các bạn hát bài Vui kéo lưới. Một hoạt động trải nghiệm khám phá nữa ở chủ đề này là một cái hoạt động khá quen thuộc rồi, tức là phát huy năng lực sáng tạo âm nhạc của học sinh, đồng thời bồi dưỡng cho các em tính tự tin, biểu cảm, thể hiện cái sản phẩm âm nhạc của mình. Đó là yêu cầu các học sinh tìm những câu thơ ca ngợi cảnh đẹp của địa phương, sau đó hát lên theo cách riêng của mình. Và thưa các thầy cô, các câu thơ thì có thể là câu thơ lục bát, câu thơ ca dao, tục ngữ gì đó, nhưng cũng có thể là những cái câu thơ của các tác giả mới sáng tác ca ngợi cảnh đẹp của địa phương mình. Và trước khi các thầy cô giao cho các nhóm thực hiện, các thầy cô có thể mở học liệu của chúng tôi để làm ví dụ minh họa cho học sinh, để học sinh biết cách làm. Ở trên màn hình các thầy cô sẽ thấy chúng tôi có 3 ví dụ tiêu biểu cho 3 miền: miền Nam Bộ, vùng Nam Bộ này, vùng miền Trung này và vùng núi phía Bắc. Sau đây mời các thầy cô xem học liệu của chúng tôi thiết kế cho, để các thầy cô làm mẫu cho học sinh trong cái hoạt động này. Hoạt động trải nghiệm và khám phá. Tìm những câu thơ ca ngợi cảnh đẹp của địa phương, sau đó hát lên theo cách riêng của mình. Thưa các thầy cô, như vậy là trong buổi chiều nay tôi đã tiếp tục trình bày gần như là hầu hết tất cả những cái nội dung có trong sách giáo khoa âm nhạc 7 cánh diều và giới thiệu các học liệu cần thiết. Sau đây thời gian còn lại là chúng ta sang phần cuối cùng, là chúng ta có thể thảo luận và tôi trả lời các câu hỏi, các thắc mắc của các thầy cô. Bây giờ tôi mời các thầy cô có thể là bật mic lên ạ, bật mic lên và các thầy cô sẽ có đưa ra những câu hỏi, các thầy cô có nêu những câu hỏi và tôi xin được giải đáp. Mời các thầy cô ạ. Các thầy cô bật mic lên đi ạ, và thầy cô nào có câu hỏi gì thì các thầy cô có thể hỏi và tôi sẽ sẵn lòng trả lời ạ. Thưa các thầy cô có câu hỏi gì không ạ? Bởi vì theo lịch tập huấn, nội dung tập huấn là có phần thảo luận và trả lời các câu hỏi, do đó tôi đề nghị các thầy cô nếu có câu hỏi gì các thầy cô hỏi. Các thầy cô ơi, nếu các thầy cô chưa có câu hỏi, không có câu hỏi thì tôi nghĩ rằng là như thế này ạ, chúng ta mới tiếp xúc với cuốn sách
Có thể là trong cái quá trình chúng ta thực hiện, chúng ta dạy cuốn sách thì chúng ta sẽ phát sinh ra các câu hỏi, và lúc đó các thầy cô cũng có thể hỏi tôi theo cách là các thầy cô nhắn tin, hoặc là các thầy cô gửi mail nhắn tin, hoặc là gửi bài đăng lên group Facebook, nhóm Facebook Cánh Diều ấy ạ. Thế còn có thể ngay từ lúc này các thầy cô chưa thực hiện, các thầy cô chưa nghĩ ra các câu hỏi, cho tôi hỏi lại lần nữa, có thầy cô nào muốn hỏi gì không ạ? Vâng, thưa các thầy cô, có một cô giáo có hay là một thầy giáo gì đó vừa nhắn tin là cũng quen dùng em hãy dùng ký hiệu âm nhạc gì đó đúng không ạ? Em cho biết ký hiệu. Thưa các thầy cô là chúng ta đã dùng sai, chúng ta là quen thì chúng ta không thể dùng nữa bởi vì câu hỏi đó không đúng, đúng không ạ? Em cho biết trong bản nhạc có những ký hiệu gì để rồi lại học sinh trả lời là có dấu luyện, có dấu nhắc lại, thế là ô em trả lời tốt lắm thì không đúng. Đấy ạ, bởi vậy thì thưa các thầy cô có thể hỏi cách khác. Các thầy cô có rất nhiều cách hỏi, quý vị. Nếu mà là hỏi về dấu nhắc lại thì các thầy cô có thể hỏi thế này: con nào cho cô biết trình tự đọc nhạc của bài đọc nhạc này nó như thế nào? Thì lúc đó nó sẽ phải tòi ra là dấu nhắc lại, đúng không ạ? Hoặc là hỏi thẳng luôn là ký hiệu nào quy định trình tự đọc bài đọc nhạc, hoặc là các thầy cô có thể dùng bút, các thầy cô chỉ dùng thước kẻ, các thầy cô chỉ thẳng vào ký hiệu sẽ hỏi luôn học sinh, chứ không chúng ta không nên hỏi một câu chung chung vô thưởng vô phạt thế thì không đúng ạ. Đấy ạ, tôi nhắc các thầy cô như vậy. Có thầy cô nào còn hỏi gì nữa không ạ? Có một cô giáo nhắn tin là chị muốn xin vào nhóm, thì tôi không hiểu là cô giáo định xin vào nhóm gì, nhóm nếu mà nhóm group Facebook thì tôi đã đăng ký đường link rồi. Thưa các thầy cô, tôi đã đăng ký đường link rồi, các thầy cô có thể vào, các thầy cô đánh group lên Facebook, đánh chọn sách giáo khoa âm nhạc Cánh Diều dạy vào là ra nhóm, và các thầy cô cứ đăng ký vào thôi ạ. Thưa các thầy cô là như thế này, tôi cũng xin trả lời luôn là một số thầy cô có hỏi tôi về nhóm Zalo dạy nhạc Cánh Diều, thì tôi có trả lời như thế này, và bây giờ tôi cũng xin trả lời các thầy cô là nhóm Zalo Cánh Diều là do những giáo viên không dạy sách giáo khoa Cánh Diều người ta lập nên, và lý do gì người ta lập ra nhóm Zalo đó thì quả thực là tôi cũng không hiểu lắm, bởi vì bản thân những người tạo ra cái nhóm đó không phải là những người dạy sách giáo khoa Cánh Diều. Và tôi cũng xin thưa rằng là tất cả các tác giả sách giáo khoa, biên tập viên, họa sĩ của sách giáo khoa Cánh Diều thì không ai tham gia cái nhóm Zalo đó đâu ạ, không ai tham gia nhóm Zalo đó. Chúng tôi chỉ có tham gia một nhóm duy nhất, đó là group Facebook sách giáo khoa Cánh Diều dạy và học đấy ạ. Còn thầy cô nào có ý kiến gì nữa không ạ? Thưa các thầy cô, nếu các thầy cô không còn ý kiến gì nữa thì tôi mong rằng sau này trong quá trình thực hiện cuốn sách, các thầy cô có bất kể thắc mắc gì các thầy cô có thể hỏi tôi, hoặc là viết bài lên nhóm Facebook ấy ạ. Bởi vì thưa các thầy cô, thực tế mà nói là tôi rất là muốn trả lời chung, bởi vì với mỗi thắc mắc của một giáo viên thì có thể không chỉ là của giáo viên ấy, mà thắc mắc đó là thắc mắc chung của nhiều giáo viên khác. Do đó thông thường là tôi sẽ xin phép và tôi sẽ chép lại câu hỏi đó, và tôi sẽ có phần trả lời của tôi đăng lên group Facebook để tất cả các giáo viên đều tham khảo. Và thưa các thầy cô, trên màn hình là địa chỉ giải đáp thắc mắc và trợ giúp các thầy cô trong quá trình dạy học, và
tôi đã in là số điện thoại của tôi cũng như địa chỉ email của tôi, các thầy cô có thể tiếp tục hỏi tôi trên những bằng cách gửi tin nhắn hoặc là gửi hoặc cũng có một số thầy cô thì kết bạn Facebook với tôi rồi, các thầy cô hay Messenger, dùng Messenger các thầy cô gửi cho tôi thì tôi sẵn lòng tôi trả lời ạ. Các thầy cô cho tôi hỏi là một lần nữa là có ai có ý kiến thì không, hỏi gì nữa không, nếu mà các thầy cô không hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc buổi tập huấn ở đây. Và lời cuối cùng cho phép tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã đồng hành cùng sách giáo khoa cánh diều.